vừa tắt livestream xong cái là cái máy nó hoạt động lại rồi ơi. Coi tôi cay cú nó không? Coi tôi cay cú nó bà. Trời ơi, hôm nay su cà na đó nha bà. Tôi ghét ghê luôn á, không phải ghét gì mấy bà ơi. Khách quen nữa mấy chị ơi, thiệt bữa nay sao mấy em bị khách quen hoài luôn nha bà. Hôm nay làm mấy hôm nay em bị khách quen hoài luôn, mấy chị biết vụ gì không? Cái vụ khách quen vậy nè, mua hàng xong không? Mua nhiều. Xong rồi cái lúc mà dịch đó chưa đi đơn được đó, em nó kêu là nhiều lắm rồi. Cứ kêu đợi chị lựa đi. À, không sao đâu. À, chờ khi nào mà dạ rồi ok chị Ly Loan bộ đang mặc chút thì chị Ly Loan nè. Cái điện thoại nó mất tiêu rồi. Cái dạ có để em xíu lên liền cho. Cứ kêu là hả không sao đâu. À, để chị để cứ để đó chị lựa đi cho chị dồn cho. Ờ à, trời chị lấy mà. Cuối cùng mấy bà ơi hàng đi đúng không? Đơn nhiều quá, em tắt ra cho làm hai đơn, kêu là không có tiền nhận, ok. Chị không có tiền nhận thì thôi, bây giờ chị lấy phân nửa thì em tắt cho chị chút phân nửa. Rồi cái này chị có tiền thì em tắt em đi đơn kia cho mấy chị cho chị. Em đi đơn kia xong nha mấy chị, em đi đơn đầu nhận bình thường đúng không? Mà là em nói thiệt với bà luôn, tới đó mà hẹn ship lần, hẹn ship lượt luôn. Xong cái đơn thứ hai đi á, tự nhiên không cái bắt em đi đơn. Ừ, thì em đi đơn, em nói ủa chị ơi nhận được hàng chưa, nhận được hàng thì em đi đơn hai nha chị. Đồng ý thì em mới đi, còn không đồng ý em đâu đi làm gì đâu. Tại vì sợ vậy á là chị đã không có tiền rồi thì em đâu dám đi đơn chứ mấy chị đâu, em phải hỏi ý kiến mấy chị đi thì em đi, còn rồi thôi. Còn rồi thôi đừng trả lời tin nhắn của em. Còn thôi hả xã nói ừ xã đơn đi. À, chị không có đủ tiền hay là sao, nói chung là nói đi để mấy đứa em khỏi đi. Đi đơn tới đó xong, nhận hàng tới đó xong cho mấy chị. Ship người ta giao tới một lần không nghe máy, hai lần không nghe máy luôn, ba lần không nghe máy luôn mấy chị. Xong cho đã đời luôn. Tới lần thứ tư nha mấy bà, tới lần thứ tư tôi mới tức luôn. Bắt em là giao lại cho chị đi, chị nhận được hàng rồi, giao lại đi, chị ở nhà. Cái em cũng em nói chị ở nhà đúng không, rồi bây giờ em cho ship giao lại nha. Tới hồi em cho ship giao lại nha mọi người, biết nói em sao không, tôi tức ghê anh ơi. Em ơi thông cảm cho chị đi, chị hủy đơn cho chị xả đơn này đi. Trời ơi hành em không mấy bà, làm em tốn hai lần tiền ship, làm có hai lần tiền ship em tức dạ sợ tức luôn vậy đó. Trời đất ơi á, không biết mà mấy bà bị sao nữa. Dạ bộ đang mặc 69.000 mấy chị, lên mã đầu like bán bộ đang mặc 69.000 cho chị em mình thôi nha. Rồi ok mấy chị ơi, cho em xin lên vài set sale đầu tiên cho mấy bà chế đó nè, lên cho lên vài set sale nữa cho mấy chị nha. Rồi bộ pyjama lụa mấy chị, cái này là lại loại lụa hàng châu nè. Rồi bộ này em sale cho bà gái đầu livestream 59.000 nha chị em, 59.000 áp dụng chia sẻ like giùm em luôn, quần co giãn mấy chị, tôi bự luôn á. Bự luôn nha mấy bà nha. Ok chị đổ kim tiệm nè, đợi em xíu đi em lên cho. Bộ em đang mang 69.000 mấy chị ơi, nguyên con gấu là thiêu luôn á, nguyên con gấu là nó thiêu cho em luôn á mọi người, nên là mọi người khỏi lo nha. Rồi ok, một đỏ cho bé ngoan chia sẻ like giùm em luôn. Đỗ Thị Kim Tiệm lấy bộ em đang mặc 59.000, ok tình yêu luôn ha, đẹp lắm luôn. Mờ vậy chị hả, tao xui với mày ơi, nãy tao lên đang like đang khách lên phà thì cái tên bot nó in không được. Hôm nay là biết su cà na rồi đó mấy bà ơi, like vui vẻ rồi, thiệt luôn á, bực cái mình ghê á. Hồi nãy bộ này nè mấy chị, bộ bẹt vai em sale 79.000 nè. Em sale 79.000 nè, nếu bà chế nào chưa có thì mình nhanh tay mình chốt lại giùm em luôn ha. Mấy chị ơi chia sẻ lại giùm em á nha mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ lại giúp em nha. Dạ pyjama em có một bộ à mấy chị. Pyjama em có một bộ à ha. Dạ rồi đơn của chị Vivi Hành chú có đi đâu chị ơi, dồn giùm em đi nha chị. Rồi một cái set bẹt vai và một cái quần tắt tay giùm em luôn, siêu xinh nha mọi người. Có một set tà sale cho mấy chị em mình 75.000. 75.000 nha. Ok chưa? Trời ơi cái bộ này cũng tức ghê luôn á trời. Tôi sale hoài luôn không ai mua, bữa nay tôi sale một cái giá khủng khiếp cho bà, có ai mua giùm tôi không. Đây nha, mặc dễ thương lắm. Cái bộ loan này cho mấy chị lên cái form là cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ dễ thương luôn nè. Rồi siêu dễ cưng luôn. Đây nha mấy chị, bộ loan mà mấy chị đừng mặc đóng thùng, mấy chị mặc ở trong nè, mấy chị mặc ở trong như vậy nè, nó dễ thương lắm luôn, nó lả lơi cực kỳ luôn á. Rồi bộ này em bán tặng cho mọi người giá nhiêu đây? Dạ rồi 69.000 nha, 69.000 xích loan giùm em. Bộ đó bữa em bán trăm mấy luôn á mấy bà ơi. Bữa nay nhìn em lạ vậy hả chị, em mới nhấn mí á chị ơi, em mới cắt mí chị ơi. Xé chốt lùng nè, chốt lùng nè, ok luôn. Xé chốt lùng nè, ok tình yêu luôn. 75 á. Rồi ok chưa, ai lấy bộ nào nữa chốt em bằng đó. Trời ơi nè mấy chị, cái này là đúng là siêu phẩm luôn mọi người. Cái này đúng là siêu phẩm luôn á đây nè. Áo nè mấy chị ơi, đó 40-60kg mặc vừa luôn nè. Cái này là cái set gân á mấy chị, mà bữa hôm không có hàng bán cho mấy chị em mình á. Đây nè, em còn đúng một bộ gọi điện không nghe máy nè mấy chị. Rồi em xả luôn cho mấy chị đầu like luôn ha. Bao nhiêu tiền mấy bà chị ơi, cân chưa cân chưa. Rồi bộ loan em chốt cho chị nào đây, bộ loan em chốt cho chị Mai Mai Thảo nha, chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa em thấy chế nè.
Sếp đặt vai em hết nha mọi người, sếp đặt vai em hết nha. Rồi, bộ này em xem cái bài chế này của em là 69.000 nha. 69.000 chốt giùm em liền. Bộ đen 69 kèm số thỏ giùm em nha. Đen 69. Được chưa? Đen 69 kèm số thỏ giùm em luôn, đen 69 nè. Trời ơi, mấy cái em này trời ơi, mấy thiệt sự luôn á má ơi, cái sếp vest. U là trời, má cái đó xong chắc em lên xăm xăm luôn á, mới về mẫu mới của em. Mẫu mới của em. Rồi, một cái set sơ mi mấy chị. Ôi ôi, ai mà lấy được cái set sơ mi zin này là vô mảnh luôn rồi mấy bà. Ông bởi má 129.000 mấy chị. Ai mà ôm được cái set sơ mi này là vô mảnh luôn. Rồi, một bộ duy nhất em sale cho bà chị của em giá 89.000 nha. 89.000 một bộ duy nhất luôn, 89. Đầm xanh phía sau lên chưa chị? Trời ơi, cái đầm xanh phía sau này lát chị bán giá xỉu. Cái đầm xanh phía sau này lát chị bán giá xỉu luôn, có mấy chục ngàn cái thôi mà rất là rẻ luôn nha. Nha. Rồi set set sơ mi zin nha. Cái set sơ mi zin này em sale cho chị 89.000 không bởi má 129 đó mấy chị. 129.000 một set sơ mi zin đó, đẹp lắm. Mang dễ thương cực kỳ luôn. Đầm xanh phía sau đổi chút chị lên cho nha. Rồi sơ mi dồn cho chị Mai Thảo luôn. Ok tình yêu nha. Nhà em á mấy chị ơi là hàng thiết kế là bao la vô tư luôn mọi người. Bao la vô tư luôn đó mấy chị, đừng khỏi lo nha. Thấy Trần Nhật Thơ thấy em nè bé. Rồi một bộ ngố con gấu nha mấy chị. Đây ha, bán chị em mình vui vẻ nè, 49.000 bộ ha. 49.000 một bộ giùm em. Đây, dễ thương chưa? Đó, 49.000 nha. Ai lấy bộ con gấu chứ bộ con gấu giùm em luôn. Được chưa? Bộ con gấu 49 nha. Rồi ok. Lấy cho em một cái quần jean size L 139. Có một cái quần size L không em? Quần hết size L rồi, còn S với M thôi, không có nha tình yêu ơi. Rồi ngố gấu em chốt một bộ cho chị bé ngoan luôn nha. Áo khách nhung đẹp xíu lên liền luôn. Dạ rồi mấy chị ơi, bắt đầu em lên cái bộ em đang mang cho mọi người nè. Dạ bộ em đang mặc nha mấy chị. Em về có một màu duy nhất cả mấy chị. Em về có một màu duy nhất thôi nha. Nguyên một con gấu này là hàng thêu hết toàn bộ cho em luôn nha. Em lên mã đầu like em bán tặng cho chị em mình bộ con gấu này giá 69.000 mấy chị. Bình thường mấy cái bộ hồi nãy em mới bán lại bán 69.000 không á mọi người. Nhưng mà cái bộ gấu này là hàng thêu cho em luôn nha. Và em bán cái bộ này cho mấy chị cũng giá 69.000 một bộ. 69.000 mấy chị chốt cho em liền, gấu thêu 69 nha mọi người nha. Trời ơi nó dễ thương mấy chị ơi. Áo nó màu trắng, cái quần nó lên màu hồng nữa. Trời ơi cute xỉu luôn á mấy chị. Một màu duy nhất giùm em thôi nha mọi người. Chốt giùm em liền ngó 69 kèm số điện thoại giùm em một màu rồi mấy chị ơi. Nha, chị Đỗ Kim tiệm lấy ba nó cho chị quăng cho chị nào cho em. Đỗ Kim tiệm ba nè. Ai nữa em đọc chị đi. Dạ 40 tới 60 kg mấy chị mang thoải mái giùm em luôn nha. Nguyễn Ngân một bộ gấu hồng nè, ok luôn. Rồi chị gì nữa, còn chị nữa. Còn một chị nữa. Rồi chị Ly Loan một bộ gấu hồng em ok luôn nha. Dạ bộ đang mặc 69.000 à mọi người ơi. Nè mấy chị coi cái form của nó nè. Em nói cái bộ này là đỉnh của chóp luôn mọi người. Có một màu thôi nha, form siêu to luôn. Có em ơi, được xíu chị lên cho bé. Rồi chị Linh Đỗ lấy gấu hồng nè. Chúc chị Linh Đỗ gấu hồng luôn. Trời ơi xinh xỉu mấy chị ơi. Có 69.000 một bộ thôi nha mọi người nha. 69.000 giùm em. 69.000 nha mấy chị. Trời ơi nè, coi cái chất vải mấy chị ơi, ghiền luôn mọi người. Xinh chưa? Cute lắm mấy chị ơi nè. Form mấy cái form ngố này mấy chị ở nhà mấy chị dễ mang dễ mặc cực kỳ luôn nha. Dễ mang dễ mặc cực kỳ giùm em luôn, một màu duy nhất luôn. Bích Nguyệt chị thấy em nha, sắp đẹp vai hết rồi em ơi, chị chốt cho người khác rồi. Ai comment trước là chị chốt trước à. Rồi chị Linh Đỗ lấy gấu 69 có chưa? Linh Đỗ có gấu 69 rồi, ok chị đẹp luôn. Một màu duy nhất giùm em cho mấy chị, 40 tới 60 kg mấy chị mang thoải mái. Trời ơi em nói chị coi nè, nguyên con gấu thiêu bự và bá luôn, đẹp chưa? Hơi bị gọi là xuất sắc luôn nha mọi người nha, hơi bị xuất sắc luôn, một màu giùm em. Ok chị Phạm Dương lấy gấu hồng chốt cho chị Phạm Dương luôn. Dạ 69.000 nha mấy chị ơi, 69.000 một bộ giùm em thôi. Gấu kèm số điện thoại giùm em. Quần là 40 tới 60 kg mặc vừa. Trời mấy chị thấy không, nguyên con gấu nó thiêu nè mấy chị. Không phải hàng in đây nha mọi người, không phải hàng in đâu khách ơi. Hàng thêu cho em luôn nha mấy chị nha, mà thêu con gấu bự cho bá luôn. Nha, cái này là con gấu này là chọn cho bạn mặc cái là té xỉu liền. Được chưa? Chị Lê Nhung gấu hồng nè, ok luôn. Chị Nga Thu gấu hồng nè. Rồi, chị Nga Thu gấu hồng nha. Dạ cái đầm giá. Cái đầm phía sau để em tí đem lên cho chị. Bữa giờ lâu lắm rồi em không có về đầm, bữa nay em về cái mẫu đầm cho mọi người mà giá rất rẻ luôn. Giá rất là rẻ luôn, có mấy chục ngàn à. Rồi ok luôn, Nga Thu gấu hồng nè. Em ơi Thúy An ơi, chị mới lên cái mã đầu tiên đúng không em ơi? Trời em vô em comment chị đổi hàng chị xỉu luôn á bé. Trời đất ơi, không có đổi được đâu nha em. Trời ơi, tao xỉu với con Thúy An này thiệt luôn quá trời. Tao mới lên mã đầu tiên em ơi, có 69.000 à, cưng mua giùm chị hai bộ đi bé yêu. Trời đất ơi, cưng mới vô, cưng làm chị chấn động địa cầu vậy bé. Tao đọc một cái comment tao muốn lên tăng xong vậy. U là trời. Có 69.000 à, cục cưng ơi, mua giùm chị đi bé ơi. U
xỉu luôn. Ở nhà hàng có cưng chị biết nằm ở đâu chị đổi cho em luôn á nha. Rồi 69.000 mấy chị ơi. Trời ơi tôi mắc phong long cái bộ này chắc tôi xỉu quá mấy má ơi, thiệt luôn á, mắc phong long cái bộ này chắc xỉu, té xỉu quá à, té xỉu mấy chị ơi. Rồi mấy chị, cái đầm này giùm em nè mọi người nè, em bán cho mấy chị giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Cái đây là toàn bộ là hàng thêu hết cho em mấy chị nha, hàng thêu hết cho em luôn. Chất của nó là hàng tơ kiến mọi người, chất của nó là hàng tơ kiến foam baby doll giùm em. Mấy chị mặc ở nhà, mấy chị mặc đi tiệc, mặc đi chơi rất là sang giùm em luôn ha mọi người ha. Cái đầm này em bán bao nhiêu mấy chị em ơi, đoán đi mấy chị, đoán đi thử được bao nhiêu mấy bà chị ơi. Không phải 100 mấy, không phải giá 80 mấy ngàn. Em bán cái đầm này cho mọi người giá 79 ngàn một cái đầm. Nhớ giùm em, cái chất này của nó là hàng hàng gọi là hàng 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 tơ kiến nha mọi người nha, nên là rất là xịn luôn nha mấy chị. Nó chỉ có một màu xanh thôi mấy chị nha, màu xanh giống y chang như vậy giùm em thôi. Cái này tại sao giá rẻ như vậy mọi người, tại vì cái hàng này là em săn hàng sale nha. Đằng sau lưng em lên dây kéo cho mấy chị nè, đằng sau lưng lên dây kéo luôn, tại mấy chị hỏi quá mới lên thôi mọi người. Em bán 79 ngàn, form từ 40 tới 58, cái trở lại mấy chị mặc vừa giùm em. Anh đứng dậy lấy cái đầm cho em anh ơi, một màu đầm duy nhất giùm em nha. Trời ơi hơi bị dễ thương luôn, hơi bị dễ thương nha mọi người nha. 79 ngàn mấy chị ơi, 79 ngàn một cái đầm giùm em nha. Rồi được chưa, một màu duy nhất giùm em thôi nha mọi người nha. Xanh, xanh kèm số điện thoại, foam baby doll dễ mặc xỉu mấy chị nha mọi người nha. Cái này là em săn được hàng sale nè mọi người mới có giá như vậy thôi, chứ không bao giờ có cái giá như vậy giùm em nha. Trần Nhật Thơ một đầm 79, Mỹ Nhung một đầm 79, chị Vi Nhật một đầm 79, chị Hương Ngô một đầm 79, 79 ngàn nha mấy chị, 79 ngàn. Trời ơi xỉu chưa, u là trời, chốt đơn giùm em liền mấy chị ơi. 40 tới 58 kg mình mang đẹp giùm em mấy chị. Cái foam baby doll dễ mang lắm mấy chị ơi, rất là dễ mang, dễ mặc giùm em luôn. Sớm tới giờ thiệt luôn, mai mốt vô kiểm tra thay quần vé mới luôn đi anh ơi, đừng có để giấy cũ. Ok nè, Hương Ngô nè, Vi Nhật nè, Mỹ Nhung nè, Trần Nhật Thơ nè, chị Kim Tiệm lấy 2 cái nè. Ok chị, rồi ok tình yêu đợi chút xíu nha. Chị Diệu Nguyễn có luôn. Dạ đầm em đang mặc là 69 ngàn, ở lộn, đầm này là 79 ngàn một cái giùm em nha. Chuột Điệu thấy em, Chuột Điệu ơi, Chuột Điệu ơi chị thấy em cho tụi cân nha. Quần này nhà em còn 2 còn 3 size thôi, 9 tấc quần đùi với lại quần dài nha, còn 3 size giùm em thôi nha mấy bà, còn 3 size giùm em luôn nha. Thấy em Chuột Điệu ơi, trời mấy bà nên comment cái gì mà tôi sang chấn tâm lý vậy mấy bà, comment cái gì mà tôi sang chấn tâm lý vậy mấy mày ơi. Đầm giùm em, cái con đầm này là em săn được hàng sale trong shop nè mấy chị, cái con đầm này là em săn được hàng sale trong shop nha mấy bà khỏi lo luôn. Bộ nơ 1m68 vừa không chị, vừa thoải mái em ơi, thoải mái giùm chị luôn nha em ơi, thoải mái giùm chị luôn. Rồi ok chưa, ai lấy đầm nữa chút đầm kèm số điện thoại giùm em nha, em lên cái phong đầm cho mấy chị coi nè. Trời ơi cái gì mà hôm nay vô comment hỏi chị ơi thấy em không vậy trời, mấy bạn muốn lấy cái gì thì bà comment lên đi em đọc cho. Cứ vô comment chị ơi thấy em không, thấy cái gì, lấy cái gì mà tao thấy đây. Phát Nhung đợi em xíu nha, cho em lên một cái mẫu áo, một cái mẫu quần đi, để em lên nó Phát Nhung cho nó dễ mặc. Đồ dài cho em xem đi chị, trời nhiều mặt lắm rồi. Chị ơi em thấy comment quá trời luôn mà không thấy chị chốt, trời ơi tao không thấy comment luôn bay ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị comment lên đó khi nào em đọc tên nha mấy chị. Ok Tuyền Thanh một cái quần đen dài dùng đơn nè. Dạ quần đen dài nhà em là 69 ngàn nè mọi người. Quần đen dài nhà em là 69 ngàn nha. Được không? Nè để em lên cái đầm này cho mấy chị coi. Trời em nói cái đầm này 79 ngàn ai mà tin được, thiệt sự luôn á mấy bà ơi. Rồi chị chừa cho em là thú thảo, chị chừa cho em rồi đó. Trời ơi 69 ngàn nè bà chị ơi. Cái này là em chưa có ủi gì hết nha mấy chị, em chưa có ủi ấm gì hết trơn trời á. Em về em mở cái form ra là em lên like thôi đó mọi người, sang chưa mấy chị? Rất là sang chảnh luôn, được chưa? Cái con này là em sale đó mấy chị ơi, em săn được luôn sale mọi người ơi nha, chứ không bao giờ mà có giá như em bán cho mấy chị đâu, mấy chị cứ yên tâm luôn, được chưa? Pyjama lập thể lắc chị lên cho em, lắc chị lên cho nhiều hình lắm nha. Lâu lâu mua ẩn comment hả? Lâu lâu lại ẩn comment mấy bà ơi, không thấy comment của mấy chị thiệt luôn á. Nè quần dài nè em ơi, quần dài nè, quần chờ quần người quần đùi nè, ok chưa? Ai lấy đầm anh đang mang nữa chốt giùm em liền, có 79 ngàn thôi mấy chị ơi, 79 ngàn giùm em nha, được chưa? Dạ rồi ok chị Ngọc Trương nè, Ngọc Trương nè, xách chân váy được, 60 kg không vừa mấy chị, form này tầm 58 kg thôi. Cái dáng em này baby doll mặc sang lắm cả nhà ơi, mấy chị mặc đi tiệc đi ơi, cho em sang dễ sợ chưa? Mà cái cổ đó là hàng thêu hết toàn bộ luôn nha mấy chị, trời ơi có 79 ngàn mọi người ơi. Lâu lâu mới có một lần nha mọi người nha, không bao giờ đâu mấy chị.
xinh xỉu luôn á, mấy thật sự là xinh xỉu luôn á mấy bà chế. Đẹp cu te xỉu luôn nha. Na xì châm, na xì châm lấy hai cái đồng lên thông tin giùm chị luôn. Na xì châm ơi, 79 ngàn, 79 ngàn một đầm cho em nha mọi người nha, 79 ngàn một đầm thôi nha. Đầm này em có về được ít lắm mấy chị ơi, không có nhiều đâu mọi người, nên là ai chưa có tranh thủ hốt nha. Bầu nhỏ mặt hơi bị xinh, hơi bị sang luôn á nha mọi người. Trời ơi, cái này mà vô Noel nha mấy bà, mặc cái này đi chơi cho em nè, đêm Noel nè mấy bà, hơi bị xinh luôn á nha mấy bà trẻ nha. Ta nói á, 79 ngàn, 79 ngàn bộ nơ trắng tay dài cho chị Kiều, Kim Kiều. Ai nơ trắng tay dài em không có chị ơi, có nơ trắng tay tay ngắn à, tay dài em còn nơ đen thôi à, tay dài còn một màu nơ đen thôi, tay dài còn một màu nơ đen nha. Rồi ok, Na xì chung lên thông tin giùm em. Na xì chung lên thông tin, có một màu duy nhất thôi em ơi, có một màu thôi, mua hàng nhờ. Này thì chị này thì vỡ một đầm nè. À nó trắng còn một bộ nè em ơi, nó trắng còn một bộ nè, ok cho em yêu luôn nè. Dạ rồi em in phiếu rồi đó. Bộ nó trắng chị Kim Kiều có luôn. Dạ rồi đồ ngủ để em xíu lên cho chị đẹp đồ ngủ để em xíu nha. Rồi bộ em đầm em đang mang nè mấy chị, giá nhiêu đây, 79 ngàn. Xinh xỉu không? Có một màu à, cưng lắm mấy chị ơi, một màu duy nhất giùm em nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người, em qua mẫu nha. Đầm 79 cho họ Nguyễn luôn, đầm 79 cho họ Nguyễn luôn. Rồi bộ ngố 69 ngàn, màu hồng nguyên con gấu thêu bự chào bà. Ai chưa có chút liền giùm em, ai chưa có chút liền giùm em nha. Xét quần dài để chút chị lên liền luôn em yêu. Đợi xíu, xét chân váy, xét chân ơi gì cũng có hết. Đợi em xíu đi, em lên liền từ từ cho. Em lên một màu bộ thể thao nè. Em lên rồi lấy một bộ thể thao nè. Rồi ok nha. Cháu cột lại giùm chị cho đẹp đẹp đi. Cháu cột lại giùm cái đi. Rồi em lên bộ thể thao. Rồi đây nha mấy bà ơi, đẹp lắm mấy bà ơi. Trang thêm một bộ lập thể tay dài dồn đơn. Ok chị Thùy Trang, lập thể tay dài dồn đơn, na xì châm một bộ là một cái đầm đang mang có luôn. Bộ dây rút còn không chị? Bộ dây rút nhà chị nhiều mẫu lắm em hỏi vậy chị cũng không biết được, chị nói luôn á. Bộ lập thể dồn đơn phải không? Rồi lập thể này mấy chị đợi em tí đây, lát em lên nhiều màu cho mấy chị lựa nha. Tại vì nó là đang còn nằm nhiều màu lắm mọi người ơi. Đầm đang mang có 79 ngàn cái thôi nha mấy chị nha. Chất là hàng tơ kiến giùm em luôn, đẹp lắm. Hàng tơ kiến luôn nha mấy chị. Rồi ok, em lên cái mẫu này cho bà nè, cho bà lựa cho đã nè. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Trời ơi, em nói cái bộ này là đúng đỉnh luôn mấy chị ơi, đỉnh của chớp luôn nha mấy bà nha. Rồi một con áo crop top. Đây mấy chị, quần này mấy chị mặc được hai dáng cho em. Quần này mình tình yêu này mặc được hai dáng nha. Thứ nhất là mấy chị có thể mặc ống suông. Thứ hai là em có thể làm cho mọi người cái cọng dây chun nè. Mọi người thích mặc bo ống thì mọi người rút vào giùm em. Thích mặc bo ống thì rút vào giùm em luôn nha mọi người nha. Bộ này giá bao nhiêu mấy chị ơi? Có 105 ngàn một bộ cho em thôi. 105 nghìn nha mọi người nha. Trời ơi em nói mấy bà ơi, tầm này mà lên thể thao là hết bài mấy chị. Tầm này mà lên thể thao là hết bài luôn. Được chưa? Về cho mấy chị em mình được 3 màu y hình. Về chị em mình được 3 màu y hình nha. Áo màu đen, quần màu xanh nè. Hương Ngô này có đầm chưa? Hương Ngô có đầm rồi nha gái ơi, Hương Ngô có đầm rồi. Áo đen quần xanh, áo trắng quần hồng, áo trắng quần hồng và áo trắng quần kem. Áo đen quần xanh, áo trắng quần hồng và áo trắng quần kem giùm em nha mọi người nha. 105 kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. 105 nghìn kèm số điện thoại giùm em liền. Mặc được hai dáng nha mọi người nha, mặc được hai dáng. Trời ơi, đầm đang mặc có một màu thôi bà ơi, đầm đang mặc có một màu thôi. Bộ nơ để em tí xíu đem lên cho bà coi lại sau nha. Rồi em lên bộ thể thao rồi mấy bà chị. Đẹp lắm luôn nè, hôm nay tôi vô tôi like cái gì đâu mà thiệt luôn. Hôm nãy giờ hả, nó chất cờ quớt rồi mấy bà. Anh kẹp lên giùm cái em. Móc lên em. Rồi lên mẫu này giùm em nè. Lên một cái mẫu bộ thể thao cho nó xâm tụ coi. Áo tay dài quần dài để em chút. Cái gì cũng có hết á. Ấy cái này nó mặc được hai dáng nha mọi người. Thích bo ống thì bo ống, không thích bo ống thì thôi nha mấy chị nha. Mặc ống suông cho em luôn, thoải mái luôn nha mấy chị. Dạ 40-60kg mấy bà ơi, 40-60 cân mấy chị ơi, mặc thoải mái giùm em luôn. Quần có túi luôn nha mấy chị đẹp. Trời ơi em nói cái bộ này siêu đỉnh luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái vải là hàng bu zip nha cả nhà nha. Hàng bu zip giùm em. Nói chung á là mấy cái hàng này nè, chị em nào mà đã mua nhà em là cái vải bu
mới cho mọi người luôn. Được chưa, cái quần của nó mấy chị, trời ơi quá đã luôn mọi người ơi, quá đã luôn, bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết nha mọi người nha. Dạ ba màu là có ba bộ hết trơn á trời chị. Em lên màu lại, áo trắng quần hồng, áo đen quần xanh nha mọi người, áo trắng quần hồng, áo đen quần xanh, và áo đang mặc là áo trắng quần màu kem, áo quần màu nâu nha mấy chị. Chốt cho em theo màu áo hoặc là màu quần đi ha. Cái này mấy chị chốt em màu hồng nè, màu xanh hoặc là màu đen gì cũng được nha. Đây nè, màu trắng đi ha. Rồi cái này mấy chị chốt em màu đen nè, màu đen hoặc là màu xanh nè. Còn đây mấy chị chốt em màu hồng đi cho nó dễ, cho nó khỏi lộn nha mọi người nha. Rồi bao nhiêu tiền mấy chị ơi? 69 hết pin điện thoại. 105.000 à, bộ này có 105 thôi, rất là rẻ luôn. Bộ này có 105.000 thôi nha mọi người nha. Rồi ok em chốt chú bà luôn nè, đẹp quá à. Ok luôn. Rồi em xem bộ nơ đen tay ngắn, không có nơ đen tay ngắn, em không có nơ đen tay dài đó em. Đầm đang mặc có một màu thôi. Rồi chị Kim tìm mấy ba bộ có kem nè. Trời em nói bộ này cho mấy bà chị ấy luôn, siêu đã luôn. Em ơi em bỏ cái máy một là xích qua đây, hai là xích qua bên kia, chị cho chị quăng đi em. Rồi ok nè. Thể thao là 40-60kg nha mọi người nha. Rồi chị Mỹ Nhung bộ đang mang nè. Mỹ Nhung bộ đang mang nè. Ok luôn. Quần nô áo trắng chị Thu Thủy nè. Dạ rồi 40-60kg chị ơi, mang thoải mái giùm em luôn nha mọi người nha. Có 105.000 một bộ thôi đó mọi người. Rẻ đẹp luôn. Phải đã lắm chị ơi. Nga Thu một màu nu nè. Nga Thu một màu nu nè. Bộ chị mặc cho Bình Lu nè. Bộ chị mặc cho Bình Lu nè. Ok luôn. 40-60kg giùm em. Rồi chị Linh Linh áo trắng quần nu nè. Đẹp lắm mọi người ơi. Trời ơi mới thiệt luôn á, màu nào cũng xinh hết trơn trời á. Chị Kim tiệm có rồi nha, chị Kim tiệm có rồi luôn. Bé Diệm bộ nâu nè. Bé Diệm bộ nâu nè. Rồi ca Trang bộ nâu nè. Thanh An bộ xanh nè. Trời ơi màu xanh đúng đẹp luôn. Màu xanh dễ thương lắm. Áo đen quần xanh nè mấy chị, hơi bị xinh luôn á, đang hot. Đang hot cái màu xanh đó lắm mấy chị ơi. Mỹ Nhung có trắng rồi. Hồng cho chị Kim Hoa nè, xanh cho chị Linh Nguyễn nè. Xanh là chị Linh Nguyễn nè, ok luôn. Ok bà chị ấy luôn. Chị Phương Duyên này sao, vừa đây ba sản phẩm không nghe máy rồi. Muốn mua hàng cọc giùm em. Thanh Thủy áo trắng quần nâu nè. Thanh Thủy áo trắng quần nâu nè. Yên tâm nha mấy chị, bộ này em lên cho mấy chị coi ba màu luôn. Bộ này quá đẹp mấy chị ơi, thiệt luôn á. Vừa xinh vừa xuất sắc luôn nha mấy chị. Rồi chị Trương Thanh May nè. Thêm một cái xanh nữa cho chị Kim Thoa nè. Kim Thoa thêm một xanh nữa nè. Em nói cái vải này mấy chị mặc là mấy chị ghiền, mấy chị nghiện cái vải này luôn. Trương Thanh Mai bộ nâu nè. Em nói cái này mấy chị mặc là mấy chị nghiện cái vải luôn nha mấy chị. Cái vải này là nhà em là hàng bu zip á mọi người. Em bán để bỏ xốp á mấy chị. Hàng này em làm cho khách để bỏ xốp nè, nên mấy chị yên tâm. Ok chị Mỹ Nhung màu xanh nè. Dạ lên thể thao dây kéo chua trang dạ chua chị ơi. Áo trắng quần kem cho Bảo Ngọc nè. Bộ em đang mang còn một màu quý chị, màu em đang mặc còn một màu, một bộ duy nhất. Bộ em đang mang còn một bộ duy nhất nha mọi người nha. Rồi em lên cho mấy bà trẻ nè. Em nói cái bộ này nó siêu cute hụt me luôn. Ai không mua bộ này uổng dữ lắm, uổng nha. Nâu chị Nguyễn Thị Hiệp luôn. Rồi em lên nè mấy chị. Cái bộ để bà mua hai bộ về mang thì không có uổng luôn mọi người. Nè áo đen quần xanh nè chị em. Áo đen quần xanh cho em nè, hơi bị xuất sắc luôn. Không ghiền là không lấy tiền nha mấy bà. Không ghiền là không lấy tiền cho tôi. Quá đỉnh của chớp luôn rồi. 105 kèm số điện thoại giùm em nha. Chú em ơi, chú lên xếp xem đi đóng thơi rồi đâu bé. Tại giờ chú không biết nó nằm đâu thì chị lên cho em coi luôn nè. Rồi gửi hàng về rồi, giờ biểu cọc. Gửi hàng gì? Em thấy chị Phương Duyên nè, em ghi em đấy cảnh báo là mua ba sản phẩm không nghe máy rồi nè chứ ơi. Bị sao chế? Bên em gọi điện chị không nghe máy rồi đó chị. Sao? Bị gì? Là hàng chị đó là đã chưa xóa hả? Coi coi chị đó mua hàng mình chưa? Coi chưa? Chị gửi về rồi mà. Chị gửi về rồi mà là sao? Chị gửi về rồi mà là sao ta? Trời ơi em nói nè. Em nói cái màu xanh này đúng đẹp luôn nha mấy chị nha. Trời ơi má ơi. Xinh xỉu cho em ơi. Xinh xỉu giùm em luôn mấy chị. Ba màu nha mấy chị đẹp nha. 105.000 một bộ giùm em. Hả? Rồi ok, vậy là chị này nhận hàng đúng không? Rồi ok, vậy em tắt thông báo với chị. Tại vì em thấy lâu rồi em phải hỏi chứ. Rồi rồi đây. Trời ơi, màu hồng nè. U là trời dễ thương quá.
Đúng rồi, Mỹ Nhung ơi, có hai bộ cho em rồi đó, cục cơm có hai bộ cho em rồi đó bé. Rồi ok chưa? Hai màu giùm em. Bé Út bên bóc. Ủa? Bé Út sao đặt hàng lâu quá không nhận được chỉ chị hả? Hồi chú có lộn giao sao nhé, bé Út không có xả đơn hay sao bay? Giang Mỹ Hòa. Giang Mỹ Hòa, một áo đen 50kg, ok tình yêu luôn. Dạ, cái này 40-60kg, mặt mang vừa giùm em nha. Tuyết Ân, đơn trước đi chưa nhận được inbox giùm em đi mà Tuyết Ân ơi, để em kiểm tra đơn nha. Không biết đi chưa nữa đây nè. Rồi, màu hồng với lại màu xanh, hai màu giùm em. Hồng và xanh hay nâu gì cũng được cho mọi người nha. Hồng, xanh, nâu gì cũng được, đẹp quá à. Rồi, chị Ca Trang nè. Ca Trang, cá Trang nè, rồi ok nè. Đẹp lắm á chị ơi, em nói thiệt luôn á. Rồi ok, thêm một bộ hồng nè cho chị Giang Mỹ Hòa nè, Giang Mỹ Hòa đẹp lắm á chị. Có 105.000 bộ à chị em ơi, xinh cực kỳ luôn á chị. Xinh cực kỳ luôn, còn hai màu nha. Trinh Nguyễn sao thấy gọi điện. Chị ơi chị chốt đi chị, nếu mà chưa gọi điện thì chị chốt giùm em đi ha. Tại lát còn nếu bên em sẽ gọi điện chút đơn sau cho mọi người á. Nha, ngày mai bên em sẽ gọi điện, tại hôm nay có vài đơn em bị lọt lại chưa có gọi kịp nha mấy chị nha. Đầm trắng phía sau không có loại có tay em ơi, chỉ còn có loại đó thôi. Em yêu qua 95.000. Rồi. Mà Tuyết Ân mà inbox bên trang bay giùm em đi, mà inbox bên trang cá nhân nhiều khi em có rét kịp bên trang cá nhân á. Bộ nhiêu vậy chị? Dạ 105.000 chị An Ly, 105 nha. Nguyễn Tư nè, Nguyễn Tư lấy xanh nè. Nguyễn Tư lấy xanh nè. Nguyễn Tư lấy xanh nè. Ok Nguyễn Tư luôn, hai màu xanh với hồng chị em ơi. Xanh và hồng cho em nha mọi người nha, 105.000 bộ quá chị đẹp. Đẹp đẹp ha. Chị An Ly cái bộ đang mang em chốt luôn nè. Dạ. Có hai màu rồi mọi người, có hai màu giùm em thôi nha. Rồi sau đây này em lên áo khoác nhung cho mọi người nè. Xong con này em lên áo khoác nhung luôn nha chị em ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. 40-60kg em mang vừa giùm em mấy chị. Đây nè, quần nè mấy chị. Trời ơi, cái này mấy chị mặc được hai dáng luôn, đẹp lắm. Cái chất của nó là hàng mua zip nha cả nhà nha. Nên là cả nhà đừng lo, mình mua về mặc cho em là ghiền luôn. 105 mà mấy chị ơi, 105.000 bộ, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Xếp cánh tiên hôm qua hết rồi cục cân ơi. Đây, ai hỏi em bộ nơ nè, nơ này nhà em còn có hai mã thôi. Hai mã thôi, một cái tay dài là 105 nè, màu đen. Và tay ngắn là màu trắng. Chỉ còn có hai màu thôi nha. Rồi chị Ca Trang này là xanh dồn cũng là hai bộ có chưa? Chị Ca Trang này là ba bộ rồi nha chị ơi, ba bộ đó nha chị. Ngày mai chị không nghe máy chắc em xỉu, em tắt thở luôn quá. Ok la chưa? Rồi ai lấy bộ em đang mang được chốt giùm em luôn nha mọi người nha, chốt giùm em đi. Nha, quá xịn sò luôn các chị em ơi, quá xịn sò luôn. U là trời, đẹp chấn động địa cầu chưa? Rồi 105.000 bộ giùm em nha mọi người nha, 105. Rồi cái này em kẹp lên giùm em đi, lát hồi nếu mấy chị vô hỏi em chốt cho. Rồi ok la, kẹp lên. Rồi qua mẫu giùm em. Hai màu nè, ai lấy màu nào thì cứ chốt giùm em thôi mọi người ơi. Bộ này mặc rất là đã luôn. 40-60kg mặc vừa. Rồi đầm nãy em đang mặc nè, nãy còn một cái 79.000 nè, chị nào lấy nữa thì chốt. Còn bộ heo hồng không chị, bộ heo hồng hết rồi em ơi. Bộ heo hồng thì chị hết rồi nha. Rồi ok. Em đang áo khoác nhung cho cả nhà nè. Trời ơi mấy chị ơi. Mặc thử bộ hồng luôn ha. Rồi ok. Lỡ rồi. Chơi tới với bà luôn. Ê em ơi, màu hồng nè. Để chị cho màu xanh lên đi. Để chị bật màu hồng lên cho. Màu hồng còn nhiều nè. Rồi em lên thêm cái bộ màu hồng nữa nha. Ai vô có hồng thì chút hồng giùm em luôn. Đó, em bút ba màu cho bà luôn rồi đó. Thấy ai mà bán đồ mà nhiệt tình như em không mấy chị. Thử mỗi màu một bộ cho bà luôn đó. Em chốt cho Trang Đại Nguyễn rồi. Em chốt mà chị, em chốt rồi nha. Rồi ok. Trời, bữa giờ em lên cái hàng thể thao mà em chưa thấy bộ nào nó làm mà nó tiện như cái bộ này luôn á. Tại vì cái bộ này nè mấy chị. Chị nào mà thích mặc theo kiểu ống rộng á thì mình không có cần phải bo vô nè mấy chị không. Thích mặc theo kiểu dáng suông nè, những cái chân mà nó dài dễ sợ chưa. Còn chị nào mà không thích mặc theo kiểu ống rộng ra đúng không, mấy chị xiết vào giùm em nè mọi người. Cái mình bo ống, mình làm ống ôm. Trời ơi, một bộ đồ mà nó tiện ghê luôn mấy chị ơi. Nè tiện cả đôi đường luôn á, dễ thương lắm. Trời ơi, màu hồng nè mấy chị. U là trời, cái này mà không mua hai bộ mang nữa thì thôi luôn á. Cái này mà không mua hai bộ mặc thì quá là uổng luôn chị em. Quá là uổng luôn, hai màu nha, màu xanh với màu đen. Lộn. Màu xanh là áo đen nè, màu hồng là áo trắng giùm em luôn. Trời ơi, dễ thương ha. Dễ thương ghê luôn á. Mà nó rẻ lắm luôn. Được chưa? Ok, em đang nói khách nhung nè. Hai màu em ơi. Ok, bộ nơ tay trắng còn có một màu em ơi. Bộ đang treo đằng sau lưng thì chỉ có mỗi bộ là còn một màu thôi em ơi. Xếp ba món để chút xíu chị lên cho nha em. Rồi Thúy Hằng còn hai nè em ơi. Lấy ba giùm chị nha. Thúy Hằng nè. Lấy ba giùm chị, có hai màu thôi. Rồi. Rồi ok em lên nè mấy chị.
áo khoác nhung. Nhớ Trang sẽ đụng nút chia sẻ liền mọi người ơi. Trang sẽ đụng nút chia sẻ liền giùm em nha mọi người nha. Trời ơi mấy chị ơi, cái này không phải là hàng kaki nhung đâu mọi người. Cái này không phải là hàng kaki nhung đâu nha chị em nha. Nó là cái chất nhung giùm em luôn mọi người ơi. Nó quá là xịn luôn nha mấy chị nha. Xanh cho Nguyễn Thị Thanh Duyên nè. Ai mà có đơn hôm qua báo em mọi người nha, để em dồn cho nha mọi người. Ai mà có đơn hôm qua báo em để em dồn nha. Đây 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 đây. U là trời mấy chị ơi. Áo khoác nhung cho em chứ không phải là hàng kaki nhung mọi người ơi. Không phải hàng kaki nhung nha chị em nha. Chất nhung mịn giùm em đàng hoàng luôn nha mấy chị. Con này hôm nay em về với bà chế. Em về được số lượng lớn mấy chị ơi. Giá sẽ được rẻ hơn một chút xíu cho mọi người. Mẫu này bình thường em bán là 105 nè mọi người. Hôm nay em bán 99.000. Ok chưa? Em về cho mọi người được 3 màu, 4 màu. Màu đen, màu vàng, màu đỏ và màu xám. Bộ chị đang mặc 105 em ơi. Bộ chị đang mặc 105.000 nha em. Đây đây đây. Màu xám, màu vàng, màu đen và màu đỏ giùm em nha mọi người nha. 99.000 giùm em thôi mấy chị ơi. Em bao hàng cho mấy chế mua cái áo khoác nhung này luôn. Chỗ nào bán rẻ hơn em mấy chị. Nhìn cái chất nhung là mê chữ ê kéo dài liền. Hôm nay là về làm túi cho chị em mình hai cái túi đằng trước luôn nha. Hôm bữa là không có form túi trước mấy chị. Bữa đây là em lên tôi form túi trước cho mọi người luôn. Form thì thôi là khỏi chê mấy chị nha. Form là khỏi chê luôn, có một có 99.000 thôi. Được em ơi, điện hồi nãy là bây giờ em dồn cho chị vẫn được nha cưng nha. Ba màu đợi em tí xíu. Phát nơ tay ngắn còn một màu thôi nha em ơi. Thúy Hằng đủ màu có chưa ta? Đó rồi đúng không? Rồi. Phát nhung màu đen chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa nè. Phát nhung màu đen cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa em ok nè. Em nói cái này với bà chế là em bao hàng cho bà chế mua mà. Phát nhung màu đen nè. Ok, phát nhung màu xám chị Chương Thanh Mây nè. Em nói màu vàng siêu đỉnh luôn nha mấy chị. Cái màu này là màu đỏ đô cho em. Màu này là màu đỉnh nhất trong cái bộ sưu tập màu của em luôn mọi người ơi. Màu vàng nè mấy chị ơi, mấy chị nhìn cái chất nhung của nó đi mấy chế. Không đẹp không xinh em không lấy tiền nha mọi người. Không đẹp không xinh em không lấy tiền. Riêng cái hàng này của nhà em luôn nha. Màu đỏ, màu đen, màu xám. Tại vì á, khoác nhung mới là từ người ta mặc vàng với lại đỏ là nhiều. Cái màu này giống như là màu vàng bò vậy đó, chứ không phải là màu vàng vàng, vàng tươi đâu nha. Vàng giống kiểu vàng bò giùm em vậy đó mọi người. Đây ha. Đen hồng, có lộn đen. Đen vàng và màu đỏ giùm em thôi. Và được 3 màu cho mấy chị ha. 99.000 áp dụng chia sẻ livestream giùm em. Em bao giá toàn Facebook cho mấy chị cái áo khoác nhung này luôn. Tại vì cái này em đặt người ta làm số lượng lớn cho em. Nên là em về được giá rẻ cho mấy chị em của mình. Đảm bảo không ai dám bán cái giá 99.000 cho mấy chị hết. Hứa luôn. Ok, một hồng dồn đơn cho Thanh Thúy là bộ đang mang á. Một hồng dồn cho chị Thanh Thúy bộ đang mang luôn. Đỏ dồn đơn chị Thảo Phạm nè. Ok, chị Chương Thanh Mai có rồi luôn. Thanh Duyên thấy comment luôn. Khoác 99.000. Ngô Yến một áo khoác luôn. Một bộ áo đen quần xanh cho chị Linh Phạm. 99.000. Khoác nhung đen chị Linh Phạm. Tại vì cái áo khoác nhung màu đen nó hay bị bám bụi mọi người. Nên em muốn lên màu đen nhiều nha. Em lên cho bà chị mấy cái màu này cho nó đỉnh luôn. Màu vàng, màu đỏ. Có lại màu đen giùm em luôn. Rồi ok, chị Mỹ Dung nè, màu đen nè. Dung mấy đen nè. Ok nè chị Dung nè. Rồi lấy cái vàng cho Vivi nè. Chủ cái màu vàng bò này đẹp lắm mấy chị ơi. Nhung mà lên vàng bò là hết bài luôn nha mọi người. Mặt rất là trắng luôn nha mọi người. Cho em xin một nút chia sẻ liền luôn nha. Bà Lan Anh lấy màu 2 nè. Quá rẻ quá đẹp luôn mấy chị. Em bán lẻ có 99.000 thôi nha mọi người nha. Nên là mấy bà sĩ tranh thủ hốt. Em nói thiệt luôn, chỉ có lô này về mới có giá như vậy thôi. Chứ không bao giờ có cái giá như vậy với bà đâu. Mấy bà ngồi đó mấy bà mơ. Mấy bà mơ mấy bà suy nghĩ nha mấy bà sĩ nha. Hàng bao đẹp luôn. Chất này nhà em là chất nhung. Chất nhung này là chất nhung mịn. Chứ không phải là hàng nhung kaki. Hàng nhung kaki đâu. Mấy chị mua hàng lên thông tin giùm em. Đầm dây shop phía sau 95.000. Áo khoác nhung màu đỏ chị cho chị Huệ Nguyễn. Sĩ em ơi, sĩ thiếu còn thiếu một bộ kìa. Úc Lùng phát em cứ phát đỏ nha. Rồi áo đen quần xanh cho Nguyễn Thị Tuyết Anh. Áo đen quần xanh cho Nguyễn Thị Tuyết Anh luôn. Linh Phạm thấy thông tin nè. Dạ không chị ơi. Rồi Thanh Thúy. Trời ơi Thanh Thúy chưa lấy nha. Rồi chị DH Thấm nè. DH Thấm màu đen nè. Trời ơi em mặc lên form như vậy rồi mấy chị còn hỏi em không biết trả lời làm sao luôn, mới thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Không biết trả lời làm sao cho mấy chị luôn á thiệt. Em ơi nó về được có 3 màu rồi Ly Hương ơi, lấy ba cái ba màu giùm chị. Nó về được có 3 màu à.
màu đỏ, màu vàng hay là màu đen giùm em nha mọi người ơi. Đẹp quá thì đẹp luôn nha bà chị ấy nha, siêu sảnh luôn á trời. Ngô Yến, chị Ngô Yến lấy cái gì vậy? Ngân Thanh lấy cái nhung vàng nè, nhung vàng cho Ngân Thanh nè. Ba phát nhung chị Diễm Phạm nè, em nói cái áo khoác nào đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Mới 99.000 thôi, 99.000 một phát phát nhung cho em nha mọi người nha, rất là xịn luôn. Quá xuất sắc một cuộc tình luôn á trời. Rồi ok nè, sếp đang mặc bao nhiêu vậy? 99.000. Có rồi bà Lan Anh ơi, có mỗi màu 2 rồi, có lấy thêm mày lấy. Mỹ Linh thêm một cái bò, theo lì cái bò luôn. Trời ơi, màu bò, màu vàng bò đẹp lắm mấy chị ơi. Bích Phượng màu vàng có luôn. Màu đen chị Chuông Thanh Mai có rồi. Thanh Thúy lấy cái vàng nè, Thanh Thúy lấy vàng nè, ok la luôn. Dạ rồi, lấy cái gì mấy chị ơi? Áo áo thun trơn em chưa có lên. Ủa thun trơn em đâu có lên hình mẫu thun trơn mà đâu ta. Ta cho mọi người nha. Trời ơi, nó thiệt đẹp lắm luôn á. Chị Chuông Thanh Mai có đen thêm chưa? Chuông Thanh Mai có thêm đen chưa? Màu xám. Rồi thêm cái đen nữa nè. Thêm cái đen chị Chuông Thanh Mai nữa nè. Rồi ok luôn nha. Rồi bây giờ em lên cho bà chế coi cái màu vàng nè. Trời ơi, em nói cái màu này đẹp quá mấy chị ơi. Màu vàng. Trời ơi, tôi nói thiệt trời ơi, xỉu ốc xỉu đau liền. Cái màu vàng bò giùm em đúng đỉnh luôn nha mấy chị. Nói nghe nè mấy chị, em nói nghe ha. Cái này giùm em đi, nó không phải là áo khoác. Nó không có phải là áo khoác kaki nhung mà hàng kaki đâu mấy chị ơi. Nó là vải nhung mịn giùm em. Cái chất nhung là mấy chị nhìn qua camera là mấy chị biết, cũng phải biết là cái độ mềm, độ mịn của nó cỡ nào rồi nha mọi người. Bộ em đang mặc 105 ngàn, em có 2 màu mấy chị. Em có 2 màu nè. Đây, em có 2 màu nè. Trời ơi, em lên cái màu vàng, mấy chị không hối cái màu vàng nữa thôi luôn á. Màu vàng mà nó lên nó không sang thì thôi luôn cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Cái dáng của em là dáng dài cho mấy chị nè, mấy chị khỏi lo ha. Trời ơi trời. Tại vì cái em đang bận bộ thể thao á. Chứ cái này mấy chị ơi, em quất một cái bộ đồ đi chơi lên là hết bài luôn thiệt á. Có đầm nha cục con ơi, có đầm luôn. Ca Giang thấy thông tin luôn. Phát đỏ chị đang bận áo cho Ngô, Ngô Yến có chưa? Ngô Yến phát đỏ đang mang nè. Ok luôn. Rồi em coi đầm xanh. Ngô Yến có đỏ rồi nha chị ơi. Vậy đấy cái bộ gì nữa vậy chị? Đây. Xinh chưa? Đầm này có 79 ngàn nè mấy chị. Em đang bán tặng nè. Đầm này có 79 ngàn thôi. Đang bán tặng chị em mình đó, 79 ngàn một cái ha, bao ghiền luôn. Rồi ok. Áo thun chân em chưa có lên nhưng mà chế nha. Của em màu vàng chưa có rồi em ơi. Bích Nguyệt có màu vàng của em. Có màu vàng rồi bé yêu ơi nè. Trời ơi em nói thiệt sự luôn á trời. Màu vàng với lại màu đỏ giùm em mọi người nha. Trời ơi cái chất vải nhung nó mềm nha mấy chị ơi. Nó mềm mà nó mịn, nó xuất sắc lắm mấy chị. Xuất sắc luôn á nè. Coi nè, khoác nhung giùm em đi. Sang chưa? U là trời á, khoác nhung cho em nha. Hai màu thôi. Rồi ai lấy nhung màu nào, chốt nhung màu đỏ kèm xuất hỏi giùm em luôn nha mọi người nha. Để em lên chỗ bà chế mấy bộ kiểu kiểu kìa. Tôi lên áo khách nhung cho đẹp thiệt luôn á. Đây nè, có quần rin không chị? Dạ không. Thôi em có về quần rin mấy bà ơi. Thôi em có về quần rin nha. Rồi đầm ngủ, đồ ngủ gì cũng có đó. Đợi em tí xíu đi. Em lên từ từ cho màu vàng đẹp lắm thì. Tại bởi cái quần màu hồng này nó lên cái màu vàng nó chất quá. Cái gì? Lan Anh Sĩ em ơi, Lan Anh Sĩ. Lan Anh Sĩ. Rồi bộ theo con gấu còn mấy bộ nha mọi người ơi. Ngố gấu em còn mấy bộ nha, ai chưa có chốt nè. Ngố gấu ai chưa có mấy chị ơi. Sơ mi gấu chưa có lên mấy chị ơi, sơ mi gấu em chưa có lên, đợi một tí xíu nha. Sơ mi gấu biết nằm đâu lại chưa có lên cho mọi người đâu. Đợi một tí. Rồi đây. U là trời đẹp chưa. Thiêu nhạc nói. Nguyễn Thị Mỹ Hoa chốt bộ đang mặc là chốt màu gì? Chốt lại giùm em chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa ơi. Chốt lại giùm em nha. Dạ áo khoác là 99 ngàn nha chị Yến Tị ơi. 99 ngàn giùm em nha mọi người. Trời ơi đẹp chưa. Rồi con gấu này còn một bộ duy nhất. Ai lấy gấu chốt gấu kèm xuất hỏi giùm em luôn. Phát beo chú lên em ơi, đẩy xuất chị lên nha gái ơi. Rồi ok luôn. Ngố 69 chị Ngô Hằng. Cái ngố này hàng thêu luôn nha mấy chị, bán có 69 ngàn bộ mấy chị ơi. Không mua cái bộ này là quá tiếc luôn mấy chị em. Ai chưa có chốt giùm em liền. 69 ngàn một bộ. Đâu rồi? Đây cho chị đi. Ok luôn. Áo kiểu beo chưa về em ơi. Áo kiểu beo chưa về nha. Ok nha Thỏ Baby. Ok lát chị like xong chị lên cho em cho em vô. Cho em vô nhỏ nha tình yêu. Để
đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Rồi, ok la chưa? Dạ rồi, chút rồi, gọi cho chị Hằng Ngô rồi. Trời ơi, cái bộ này đúng đẹp nha mấy bà. Áo đen quần xanh 105, áo hồng quần hồng 105 giùm em. 105 nha mọi người, 105 nghìn bộ giùm em qua mẫu nha mấy chế. Dạ biết rồi chị Hằng Ngô, em biết rồi chế ơi, yên tâm nè. Em chúc cho chị á. Rồi, ngố gấu 1 ri cho Trần Yến Nhi nè. Ủa, Trần Yến Nhi chưa chuyển khoản hả chị đúng không? 69 ngàn dồn đơn rồi hả chị? Dồn đơn trước mà hả chị là sao? Bộ giấy, bộ gấu quần dài hả em? Bộ gấu quần dài là 105. Còn một cái màu, một màu à. Gấu quần dài 105 còn có một màu rồi gái ơi. Rồi đây. Nó comment cái gì vậy? Con chuột điệu nó comment giờ 69 dồn đơn trước hả chị là sao? Cái gì vậy chuột điệu? Comment cái gì tao không hiểu vậy trời. Làm ơn mấy chị ơi, cái đơn bị vấn đề gì inbox cho em đi, chứ comment trên like không biết được giải quyết luôn á. Vô hỏi em không biết đường luôn mọi người. Đơn nào em làm thì em nhớ, chứ giờ vô hỏi em nó không biết đâu. Không nha, tao gửi nha, tao không báo hot mail cho mày luôn. Mày xả hot mail, tao không báo hot mail luôn. Bực mình hà, tao đang like nha, đang vô dĩa nha. Con nhỏ nào lấy đầu like xả đơn sao mà mát tay dữ à em. Con nhỏ nào mà vô đầu la tao xả đơn mát tay dữ vậy. Xin dĩa xả hàng nó coi. Đây mấy chế, bộ con gấu nè, gấu thiêu nè, 105 nha. Cái ngon này thiêu hết luôn, đẹp lắm. 105 ngàn còn một bộ. 105 ngàn còn một bộ nha. À lấy chút kìa, 105 ngàn. Mấy bà này bị sao quá, khách quen mà thì cũng không hiểu ý đọc đậu gì hết trơn. Nhiều cái chán ghê luôn vậy đó trời. Hoài luôn á, mấy nhỏ nó bị cái gì á. Tao ghét ghê luôn á, mẹ tao chửi. Mấy tao chửi nó cho tao không giữ. Mà nó làm sao, nó không hiểu ý đọc đậu gì hết trơn trời á. Ok chị Kim Trần, gấu 105 nè. Tao chán mấy đứa này ghê luôn thiệt luôn á. Đi thi mà dạng như là tam sao thất bạn là đủ mới vô gặp tụi bay xong là tao biết tao loại luôn rồi dòng giữ xe. Nhiêu ký vừa vậy chị, mẫu nào em ơi, mẫu nào cũng từ 40 tới 60 ký hết nha em. Nha, tùy chiều cao giùm chị, bộ đang mang còn mấy bộ ai hốt hốt nha mấy bà nha, rồi qua mẫu nè. Tụi hôm nay tụi lên hàng mới rồi, hôm nay là mắt phong long phong lá rồi tụi lên nha. Rồi lên áo khoác nè. Ôi không lên áo khoác nữa, lên mẫu khác giùm em đi mấy bà ơi. Lên bộ thể thao nha. Hôm nay ngố về nhiều mẫu đẹp lắm ấy chứ. Thôi hôm nay mấy con khách mình nó có hiểu ý đồng đội gì anh. Chết thiệt mấy đứa này thiệt luôn á. 105 màu hồng với chuột điệu. 105 màu hồng với chuột điệu có luôn. Rồi siêu phẩm về hàng mấy chị ơi, siêu phẩm về hàng cho em nè mấy bà. Đây nha. Rồi lên xích rút đi gái, xích rút. Xích rút chi? À biết rồi, xích rút một bên đi đúng không? Đợi em tí em lên cho. Em đợi đầu like nè, phát tới giờ luôn mấy chị kìa. Phát chị mới lên kìa, đợi chút xíu đi. Tao mới lên mẫu rồi đó bé, từ từ chị lên, từ từ chị chêm chêm cho chị lên. Hôm nay mẫu phát thì về nhiều lắm mọi người ơi. Đây nha. Rồi em lên xếp dây kéo mới về hàng một cái đợt luôn, nóng hổi vừa thổi vừa mặt luôn. Màu đen, màu nâu với lại màu cam. Có lộ màu đen, màu nâu với lại màu nâu chứ lộ. Đen nâu nâu nè, 119. 119 ngàn. Mở ra vậy là biết hàng xịn rồi nè. Mở vậy là biết khủng khiếp rồi đó mấy chị. Để em xem lên cái form cho xem nha. Nè em ơi, kẹp lên chị luôn em. Bộ thể thao hôm nay là về được có một mẫu thì thôi. 40-60kg mặt dừa giùm em. Rồi chị đủ này cho chị Kim Tiệm nè. Em nói em bung cái bộ này ra là mấy chị biết là hàng này hàng khủng khiếp rồi. Ok 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 ok. Ủa chị chưa cho em màu 2 rồi đó. Thôi bây giờ chị cái này cho em màu 2 rồi đó bé ơi. Em biết thêm hay sao vậy? Em dặn chị mỗi mẫu 2 mà. Còn đấy thì để chị bỏ ra bớt nha. Chứ hàng này chuẩn bị không có hàng bán mấy chứ ơi. Dễ thương lắm mấy chị. Quần có túi cho em nè. Cái chất này là hàng bu zip hết toàn bộ chị em mình luôn nha. Bu zip hết toàn bộ từ trên xuống dưới giùm em luôn nha mọi người nha. Em có 3 màu mấy chị ơi. 3 màu hot trend của em nó luôn nha mọi người nha. Rồi bộ này cho em mấy chị giá 119 nha mọi người nha.
119.000 một bộ mấy chị. Cái chất vải là khỏi lo khỏi chê gì hết, chọt vô cho em là auto đẹp luôn. Em về được 3 màu nha, con này em bán hoài luôn. Chị nào bữa giờ chưa có bộ này thì tranh thủ hốt giùm em. 55kg thoải mái chị ơi, yên tâm giùm em nha. Bộ tay ngắn có nón giùm em chị ơi. Hơi bị xịn sò luôn nha mọi người nha. Đây nè, màu đen nè, màu cam nè, và mọi mặt là màu nu nha mấy chết. Thích màu nào chốt màu đó kèm số điện thoại giùm em luôn. Trời ơi, bộ thể thao chị nha, rất là xinh luôn. Màu kèm số điện thoại giùm em có đơn cho cả nhà ha. Quần legging dài giống ngó không chị? Dạ, phải nó y chang vậy luôn á chị. Là sao trời, con Thoa Baby là sao? Là có rồi, là mộng hai đó, ok không? Thì chút đường chị bỏ ra. Ok, chị Thùy Nguyễn nè, nu 119.000. Chị Hằng Ngô kem 119 nè. Phạm Tim kem 119 nè. DH Thắm kem đen nè. Rồi, bé Xăm đen nè. K119 cho cô chủ nhỏ nè. Đen kim kim thoa nè. Đen cho kim kim thoa nè. Hồng Dương nu nè. Hồng Dương nu nè. Cô chủ nhỏ đơn mới em ơi. Rồi ok luôn, kim kim thoa có màu kim kim thoa màu cam đó là hai bộ nè. Chồng Yến Nhi lấy màu mỗi màu hai nè. Mỗi màu hai nè. Yến Nhi nè. Yến Nhi được màu 1 đi em ơi, hàng không đủ chia rồi. Yến Nhi cho màu 1 cho chị em, Yến Nhi nè. Rồi, màu cam cho chị Kim Kim Hoa có rồi, cam cho Tuyết Trần nè. Hết rồi chị ơi, còn nu với đen. Còn nu em đang mặc với đen thôi mọi người nha, nu và đen luôn. Hồng Dương có đen cho em. Dạ có chị ơi, quần legging có chị, lấy cái nào chốt em cái đó chị đẹp ơi nha. Quần em đang mang có hai màu nha mọi người nha. Hả? Hồng Dương có nu rồi. Rồi chị Xuyên Trần có màu nu. Hồng chị Xuyên Trần màu nu rồi nè. Ok, đang mặc còn màu đen. Còn hai bộ đen cuối cùng, có item đen thì chốt đen lẻ giùm em mọi người ơi. Có item đen thì mình chốt đen lẻ giùm em cho mọi người nha. Thêm đen chốt đen lẻ giùm em cho mấy bà chị nha. Đen kèm số điện thoại giùm em luôn chị. Đen kèm số điện thoại giùm em. Anh ơi đi nghe cho nói lẻ giùm em cái gì anh? Cái anh đi vô trong đó lấy giùm em cái quần à. Thôi cái chân váy ra rút đi. À cái quần bèo rồi trời. Cái quần bèo đấy anh quăng vô trong đây cho. Quần bèo để ngoài đường trước cửa. Đóng hết cho chị Hiền hả? Còn cái bịch bịch đâu rồi? Cái loại bịch 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 như vậy nè. Không, chị đâu còn nha. Đâu bịch đâu, bịch quăng đâu rồi? Bịch 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 cái bịch đó. Đấy, bịch kia nhanh 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 nhanh. Còn mấy cái bịch nữa. Ê, hay, trời ơi trời. Hai bể cơm hết bỏ trên ba rồi. Lát kinh gà 69.000 đúng rồi chị ơi, lát kinh gà 69.000 á chị á. Trời ơi, em nói cái chân váy này cho mấy chị là thần thánh xỉu. Thiệt xỉu luôn mọi người. Chân váy là thần thánh xỉu luôn. Áo quốc dân mới về hàng giùm em. Áo quốc dân mọi người, có túi bên hông nè. Màu nâu ok rồi. Màu đen nè, chị kiếm tiệm còn màu đen lấy luôn chị ơi, để biết đường nè chị á. Đúng rồi. Rồi ok. Legging dài 69.000 chị ơi. À bộ tay dài hả chị, bộ tay dài nhưng còn có 1 2 cái gì à. Chân váy này nhà em có size mấy chị nha. Chân váy này nhà em có size. Thứ nhất là em này có túi cho mấy chị đẹp của em nè. Đây là chân váy quốc dân. Ok chị Kim tiệm lấy một cái màu đen luôn nè. Đây mọi người. Thứ nhất là cái chân váy quốc dân cho em có túi. Một lớp xòe, một lớp dập ly và bên trong là cái quần. Mà cái quần này nha mọi người nha, nó là cái vải để may váy luôn, là chất tuyết mưa nguyên một cây cho mọi người luôn. Nó là cái chất tuyết mưa nguyên một cây giùm em luôn, vậy có size cho mọi người nha. SML giùm em, 3 size cho mọi người nha, có 65.000 cái chân váy giùm em thôi mọi người. 65.000 một cái chân váy giùm em nha. Ai lấy chân váy chốt chân váy giùm em liền. Con áo này mới về hàng, đợi chút xíu em lấy em lên màu cho. Chân váy một màu duy nhất giùm em á chứ ơi. Chân váy một màu duy nhất giùm em nha mọi người nha, SML luôn. Áo quốc dân mới về thêm cho mọi người nào, đợi em xíu nha. Em qua ngày một ly chân váy cho chị. Em đi chị Diệp, chị ơi. Chị ta là chị Diệp. Chị Diệp rồi. Chân váy 3 size SML giùm em cho mấy chị đẹp nha. Áo được xíu em lên mấy bà ơi. Nha, một bịch là 5 cái em ơi. Xỉu có cục lấy nguyên ly giùm chị. Hàng chân váy này chị không có tắp size, tắp size nha. Hàng chân váy này chị không có tắp size cho tình yêu đâu nha. Rồi chân váy áo đang mặc, đợi chút xíu chị lên cho.
Sếp rút chưa chị? Sếp rút đợi chút xíu chị chú lên em ơi, đợi chút nha. Rồi chân váy 3 size SML mấy chị ơi, đẹp lắm mấy chị. Ngô Yến chân váy size S, Ly Hương 1 ri có luôn. Em ơi, em bạn Ly Hương này là em dán phiếu hết cho giùm chị nha em. Ly Hương này em dán phiếu hết giùm chị luôn. SML nè, S nè. Rồi ok luôn, 15 chân váy cho Yến Nhi nè. Yến Nhi là mai chuyển khoản chị đi đơn rồi nha. Còn một bịch. Hai bịch nè, hai bịch Yến Nhi nè, ok nè, ba bịch luôn. Chị một ri chân váy nè, chị Huy Ngô lấy size L nè, chị Kim Tiệm một ri nè, rồi ok hết luôn nhá. Nè, size L nè, rồi chị Kim Tiệm nè, đếm giùm em đi là đủ hết luôn nha mấy bà. Rồi hết luôn. Rồi ok, còn đó, còn đó, còn đó. Ai lấy nửa chút em kèm ra số điện thoại. Em đang áo đang mang nha mọi người, hôm nay về một cái mẫu quần siêu đỉnh mấy chị ơi. U là trời. Hôm nay em mới về một cái quần siêu đỉnh mấy bà ơi, đợi chút xíu luôn. Cái quần này nè, giá chưa ta? 59.000. 59.000 một quần giùm em. Chân váy sắp lại giùm em luôn nè. Áo chị đang mặc nha chị, ok mịn nhung. Em đợi chút xíu chị lên áo chị đang mặc cho. Hả? Vi Nam. Rồi áo đang mang giùm em luôn nhớ chị ơi, 49.000 cái. Ủa áo này không còn ít chị ta, em nhớ về gì nữa mà. Rồi ok. Ôi là trời, cái em quần bèo này các em là siêu hot luôn. Mỹ nhung áo đang mang luôn. Áo đang mang hiện tại em có màu nè mấy chị. Màu trắng, màu nâu, màu xám, màu đen và màu hồng nhạt giùm em nha. Trắng, đen, nâu và hồng nhạt giúp em luôn nha mọi người nha. 49.000 một áo da, 59.000 một quần bèo. Em quần bèo siêu xinh luôn. Đét Vinh 89 có hàng cho chị, có rồi em. Có rồi em nha. Chị Diệp em ơi. Chị Diệp 10 cả nè em. Trang chị đâu? Chị coi tương tác dây kéo dài dạ. Ủa, dạ chưa chị, chưa chị, đợi em xíu nha. Đợi em xíu biết cái mẫu rồi, đợi em chút nha. Trời ơi, em nói cái quần bèo này mới chưa, mấy chị về mấy chị phối cho em. 101 con áo nó siêu siêu xinh luôn mọi người ơi. Áo 49.000 mấy bà. Áo có 49 này dễ thương lắm. Tạ thì tu hồng này, nhưng hồi sớm không có sử dụng phải sao á. Chị dịp 2 cái quần á. Thôi được, chị dịp 10 cái quần á. Bé ơi, tạ thì tu hồng em cho chị số điện thoại liền em ơi. Của em ngày hôm qua em mua hàng mà em không cho số điện thoại. Rồi áo nâu áo trắng cho Nguyễn Hiền. Áo trắng nè. Cái này mấy chị chốt em màu nu đi cho nó dễ nha mọi người nha. Màu hồng kem á. Nâu đi. Nâu đen hồng. Nâu đen hồng xám và trắng nha. Nâu đen hồng xám trắng giùm em luôn. Đồ ngủ sexy để em chút nha. Rồi Phạm Trúc Chinh một áo nè. Phạm Trúc Chinh một áo này em ok luôn. Áo có 49.000 con mấy chị ơi, áo 49.000 giùm em luôn ha. Nè màu nu nè mấy chị, màu nâu nè. Đẹp lắm luôn, có 49.000 thôi. Nha mọi người, DH thấm nè. Một áo màu đen em chốt luôn nè. Hôm qua nói dồn đơn chung với chung chung. Tạ thì Thu Hồng chung đơn chung chung nha. Hàng chiều nãy xả đơn của Tạ thì Thu Hồng không trong cái bao á, không nghe máy á. Ok ok em ơi, ok để anh phiếu ra để nhớ nè. Ngô Yến thêm cái màu trắng nè. Đồ ngủ sexy để em tí luôn. Rồi Cà, chị Ca Trang này là hai cái áo gì ta, xám. Rồi em chốt chị Ca Trang ba cái áo nữa ngân lụa luôn chị ơi. Muốn lựa thêm cọc tiền giúp em nha chị. Muốn lựa thêm cọc tiền giúp em nha, để tránh trường hợp đặt nhiều rồi không gọi điện không nghe máy tội nghiệp em lắm. Còn chị muốn lựa mua thêm gì cọc giúp em đi. Rồi xám với nu cho chị Nguyễn Thị Hoa nè. Này hồng nè. Xám nu nè, Nguyễn Thị Mỹ Hoa nè. Rồi áo trắng đang mặc cho bé Hí luôn. Áo đang mang cho bé Hỷ ok luôn, em lên màu hồng nha mọi người. Lên màu hồng nha, 49.000 giùm em luôn. Rồi xong con này em lên cho bé là chế áo khoác sơ mi beo. Lột áo khoác beo. Áo khoác beo. Chị Ca Trang này ngưng lửa luôn. Rồi cọc cạc hả chị? Dạ đúng rồi chị ơi. Cạc hay là chị chuyển khoản cho em thì được thì càng tốt, còn không chị cọc cạc đó nha chị.
Trời ơi, nói cái quần bèo này không mua là hơi bị phí luôn. Ok, dòng áo hồng cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Em nói cái màu hồng nó đúng dễ thương, xinh lắm luôn mấy chị. Ở đây cái túi giùm em màu nào kia đi anh. Ok, ok, ok. Rồi, đổi nu lấy nâu cho chị Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền đổi lấy màu nâu em ơi, đưa cái màu, đi cái màu hồng này cho chị đi em. Hai cái áo trắng chị ăn đi ơi, hết hết màu trắng đó chị ăn đi ơi. Bây giờ em còn đen, còn đen, còn nâu. Ê, đưa chị cái màu nâu lại bé ơi, đi cái màu nâu lại. Rồi, em còn đen, còn nâu mọi người ơi. Còn đen, còn nâu và còn xám nha. Bộ gấu dồn đơn mà tối qua. Gấu nào ta lên Nhung ơi. Nãy giờ chị có màu nào chứ chị? Trời ơi là trời, màu xám là chị em ơi. Em nói cái quần bèo này mấy chị không mua là mấy chị hối hận nha mấy chị ơi. Có 59 ngàn nha mấy chị. Chất này là hàng mua zip giùm em luôn. Đang rất là hot nha chị em. Đang cực kỳ hot luôn. Được chưa? Rồi em chốt đơn tiếp nè mọi người ơi. Nguyễn Hiền rồi chốt rồi. Dồn đơn áo hồng cho Nguyễn Mỹ Linh nè. Áo trắng em hết nha mấy chị, đổi màu giùm em. Hai hồng cho Ly Hương nè. Áo này còn mọi người ơi. Má thấy là like xong lát khỏi lầu ra nữa. Tao xỉu quá à. Áo này còn quý vị, áo này còn màu trắng nè quý vị. Áo còn trắng nè. Rồi chị An Lê nè, chị An Lê lấy một hồng với một đen nè. Còn trắng mọi người ơi, còn cái trắng nha mọi người. Hồng nè, đen nè. Chị An Lê nè, có ai có đổi lại màu thì báo em nha, em đổi lại cho nè, đổi lại mẫu này thôi nha. Tại vì Thu Hồng lấy màu nâu. Rồi ok luôn. Hồng thêu 69 ngàn đúng không? Chị Lê Nhung này có cái áo, có cái bộ hồng thêu chưa ta? Cô chủ nhỏ lấy áo xám nè. Chị Lê Hồng, chị Lê Nhung. Lê Nhung lấy cái bộ gấu theo 69 ngàn chưa? Ủa chị lấy gấu theo 69 ngàn hay là chị lấy gấu 1,5 vậy? Báo lại giùm em nha. Nha. Tại thì Thu Hồng đổi lấy cái màu trắng nè, rồi hết trắng luôn. Hết trắng là mấy chế nha, chị em đổi chỉ một cái duy nhất cho Tại thì Thu Hồng thôi. Lê Nhung gấu theo. Nè gấu 1,5 chút chị Lê Nhung nè. Chị Lê Nhung ok giùm em với nha chị Lê Nhung ơi. Ok giùm em với nha chị nha. Ok giùm em cái như chị đẹp ơi. Rồi áo mấy chị, áo quốc dân mọi người ơi. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi. Em này mấy chị lên vùng rút cũng siêu đẹp luôn nè mọi người. Em này lên vùng rút em cũng là hơi siêu đẹp luôn á. Dạ chị Lê Nhung lấy bộ 69. Chị Lê Nhung lấy bộ 69 và bộ 69 hết rồi. Bộ 69 thì như hết rồi. Rồi ok luôn. Gấu đó còn đen không chị? Còn có một bộ duy nhất em ơi. Còn có một bộ rồi em. Với cái chân váy nãy 58kg size gì hết rồi chị ơi. Chân váy hết nha. Chân váy 45kg hết luôn rồi em ơi. Áo xám cho Khánh Linh nè. Áo xám cho Khánh Linh em ok luôn. Áo xám này nha. Rồi ok la luôn. Áo em đang mang chứ đâu lấy được thì chốt cho em luôn nha mọi người. Không chưa cho hết đây. Rồi bốn màu cái gì ơi. Bốn màu đẹp quá luôn. Rồi quần đang mặc. Dạ không có đen à cục cưng ơi, có đen thôi. Màu đen đẹp lắm. Màu đen hơi bị xinh luôn nha bà nè. Tôi mặc cái quần này cho bà gái coi nè. Em nói cái quần siêu cưng luôn mọi người ơi. Không có bị đùng đẩy đâu nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Xinh cực kỳ luôn. Áo hồng đầm xanh 79 cho Nasu. Nasichum. Ủa con Nasichum này lấy một cái đầm nó lấy hai cái rồi mà đúng không? Nasichum comment lại đi. Mà nếu em có hai cái đầm rồi bây giờ một áo là ba đó em. Dạ rồi ok chị Tạ thì em biết rồi. Quần bèo dồn đơn chị Lê Oanh. Em nói cái quần này mà bà nào không mua là tiếc lắm, tiếc luôn. Bữa sau mà đi coi TikTok mà thấy người ta bận nè, không có hàng mà bán thì có 59 ngàn mấy giờ ơi. 59 ngàn một quần cho em thôi nha mọi người nha, đẹp lắm. 59 ngàn. Áo hồng cho chị Kim Hon. Quần có 59 ngàn mấy chị. Cái này cho em nó là chất bua zip nha mọi người. Nó là chất bua zip chứ nó không phải là hàng thun gân nha. Cái quần này mấy chị em mới thiệt của mấy bà ra ngoài đường mấy bà mặc đi chơi cho em thoải mái luôn. Em lên lưng bạn chị em mình nè. Em lên lưng bạn chị em mình luôn, rất là đẹp luôn. Có 59 ngàn thôi nha. Nguyễn Thị Kim một cái quần nè 59 ngàn nè. Trời ơi em nói quần bao nhiêu ký cũng vừa mà mọi người, thiệt. Còn áo cổ yếm. Còn áo đen nhưng mà hết cổ. Còn áo cổ yếm nhưng hết đen rồi. Đen với hồng của chị Yến Bùi nè. Rồi đen với hồng nè. Đen nè với hồng đang mang chị Yến Bùi luôn. Rồi ok Nasichum có rồi luôn. Dạ quần bèo rẻ lắm mấy chị ơi, có 59 ngàn nè mấy chị. Hàng bu zip nha, loại 1 cho em. Cái chất là nó co dạng miễn chê giùm em đi cả nhà. Miễn chê luôn.
Được không? Quần bèo chị Hương Ngô nè. Quần bèo cho Hương Ngô nè. Phi size 40-60kg mấy chị mang thoải mái luôn. Khi nào về chân váy đó nữa chị hả? Bà lấy size bao nhiêu giờ tôi kia cho chị một cái đi. Kia cho bà cái L đi anh, có cái L nào chứ không? Chân váy á. Ok. Áo em đang mang còn mấy cái em hết nha cả nhà nha. Cái áo này mấy chị lên chân váy rút cũng đẹp nè mấy chị. Em nói thiệt, lên chân váy rút là siêu xinh luôn. Đây. Chân váy rút còn cái nào mà đóng em? Ok. Áo em còn màu gì để em tí em lên cho. Áo đang mang em còn. Em còn đủ màu nha, để lên màu cái lần nữa qua mặt nè. Đen, xám và màu đang mặc là màu nâu. Đen xám nâu nha. Quần đăng hình có trắng mà không có hả chị? Ừ em ơi, trắng may chú kịp cưng ơi. Giờ may màu đen chút. Có đen à, gái ơi mua đen giùm chị được không? Mua đen giùm chị được không cưng? Rồi. Đây để em lên chung lại cái chân váy rút. Rồi em lên áo phát beo cho mọi người nha. Hôm nay phát em về tới 3-4 mặt lần. Yên tâm đi. Bộ rút nè. Em không nghe câu hình ảnh chị mang tính chất minh họa hả bé? Em không nghe câu hình ảnh chị mang tính chất minh họa thôi sao? Đẹp ghê luôn chưa? Chân váy rút ai chưa có chút lẻ giùm em luôn. Rồi em lên áo phát beo nè các ơi. Quần kèm túi về rồi nhái bà. Quần hè hộp rồi nè. Áo phát beo này được có 20 con thôi. Ây da. Rút lại được chị được không? Áo yếm phải không? Có luôn. Đợi em tí em lên áo yếm cho. Rồi áo beo 75.000. U là trời, chấn động địa cầu quý vị ơi. Một màu beo duy nhất mấy chị. Một màu beo duy nhất 75.000 dáng ôm luôn. Và được có 2 beo em thôi. Xong của em thứ 3 luôn nha. Ủa, áo của yếm nó giờ có thấy bên đó không ta? Áo yếm á, áo của yếm nó mất tiêu rồi ta. Áo quỷ ngày hôm qua còn ri mà. Hả? Không phải, phải áo đó, phải áo đó. Áo yếm kia kìa. Áo yếm chị để trong cái bịch bự đó. Đâu rồi ta? Rồi phát beo mấy chị ơi, 75.000 một khắc beo cho em thôi nha mọi người nha. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Chị đẹp có về chân váy quốc dân đó không chị? Có em nhưng mà chưa có về em ơi. Chưa có về. Trời ơi em nói áo phát beo mấy chị ơi, 75.000. Đáng đồng tiền bát gạo mấy chị ơi, chốt lẹ giùm em liền nha mấy bà chế nha. Em nói cái vải nó dày siêu dày luôn, form thì to cho mấy bà chế luôn nè. Rồi 75.000 giùm em. U là trời. Túi nè chị em ơi. Beo một màu y hình duy nhất giùm em luôn mấy chị ơi, 75.000. Em chốt chị Huy Ngô. Em chốt cho bé Mèo. Chân váy chị mặc 67.000 còn em nha. Chân váy chị đang mặc 67.000. Beo chị Thùy Nguyễn. Áo phát beo 75.000. Ai lấy beo chút beo giùm em liền kèm xứng thỏ cho mọi người nha. U là trời, nó đẹp mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Quá đỉnh luôn. Chị Kim tiệm hai cái beo nè, quá đỉnh mấy chị ơi. Xíu lên thể thao tay dài không chị? Có em. Hình như bộ thể thao tay dài còn kìa. Còn về được 2 mẫu luôn á bé. Đợi xíu gì lên thể thao tay dài cho. Áo khoác beo cho chị Tuyền Tuyết Trần. Áo khoác beo cho Thanh Thúy. Rồi, có em. Một chân váy cho Nguyễn Thị Thanh Duyên. Một chân váy cho Nguyễn Thị Thanh Duyên có luôn. Áo khoác beo chốt lẻ giùm em mọi người ơi, không thôi là hết hàng uổng dữ lắm uổng. 75 beo heo lì. 75 beo cho chuột điệu. Heo lì có chưa em? Heo lì, chuột điệu. Rồi ok luôn, 75.000 một phát chốt lẻ giùm em luôn á chị ơi. Trời ơi, em không tin luôn á trời. Có thứ thể thao rút không chị? Còn set 105. Em inbox chị không? Mẫu nào ta con gấu hả em Ngọc Hương? Rồi khoác beo 75 cho chị Tiên Nguyễn. Dạ có 75.000 một áo khoác beo thôi mọi người ơi. Pyjama lập thể còn xanh không chị? Còn đủ màu em ơi. Còn đủ màu luôn, lát chị lên pyjama lập thể cho. Xinh lắm mấy chị ơi, 40-60kg nha mọi người nha. Vải, trời ơi em nói cái vải này nó rất là dày luôn á chị. Cái vải này rất là dày luôn nha. Mà nó lên da beo nữa chứ. Nè. Nhận hàng chắc mấy bà mê. Mấy bà mê thiệt mê luôn á nè. Rồi. À còn Ngọc Hương ơi. Nguyễn Thanh Duyên lên thông tin. À đâu Diễm Phạm có nè, là thiếu hàng hả? Ừ
67 ngàn. Ủa trong vậy 67 ngàn, đọc comment đi, giờ mà em đi chợ. Rồi ok, em đưa chị bộ gấu hồng, còn nâu gấu nâu hồi nãy bé Quỳnh ơi. Nguyễn Anh Thư beo 75 á chị ơi, chốt lẹ, quá đẹp rồi. Thanh Thảo beo 75 ngàn, áo khoác beo giùm em có 75 ngàn thôi nha. 67 ngàn chân váy bu rip, chân váy bu rip 67 ngàn, còn ít lắm á chị ơi, sắp hết hàng rồi nè. Hương ơi, Hương lấy thì lấy lẹ giùm chị nha Hương ơi. Sơ mi gấu đợi em chút mấy chị ơi, không biết nó nằm đâu để mà lên cho mọi người coi mới thiệt nha. Sơ mi gấu theo 99 ngàn, đợi chút chị lên cho. Hỏi thì giá cao mà đợi tới hồi tôi lên tôi bán giá rẻ cho mấy bà mua. Nguyễn Thị Thanh Duyên thấy thông tin luôn, xét sơ mi gấu nè, Hương có lấy thì chốt giùm chị luôn nha Hương ơi. Ngọc Hương nè, 105 nè, chốt lẻ luôn. Em này là hơi bị đỉnh luôn, còn đúng một bộ duy nhất luôn. Rồi ok la chưa, áo khoác beo giùm em rất là sang chảnh nha mọi người nha, khoác beo siêu sang chảnh giùm em luôn, xinh quá là xinh luôn. Ê cái áo của Yến của ta hơi đau rồi trời, chân vải 40-60kg mặc vừa, chân váy 40-60kg mặc vừa giùm em nha quý vị. Hả, chân váy bên đây tay con gà bé luôn, em để ra đó cho nó lấy đó. Ui một cục quá em. Đây, thấy rồi. Ok, beo 75 chút cho chị Lê Anh. Chân váy 67 cho Moon Moon. Rồi ok, chua chứ ơi, chua lên chứ ơi. Gian bụi chua lên được chứ ơi, chua lên được giùm em nha. Rồi ai hỏi em áo nè mấy chế, áo của Yến 49 ngàn nha mọi người. Hiền Lê Lê hình như đông đi chưa vậy? Đi rồi chị Hiền Lê Lê ơi, đi rồi chứ chế. Chị nào mà hôm nay á bán bill là em đi một số đơn rồi đó mọi người. Ai bán bill đi đơn rồi, mua đơn mới cho em đi quý vị ơi. Trời ơi, xem lên cái màu hồng đi trời, thiệt luôn á. Ai biểu lên màu hồng không biết nữa. Áo của Yến 49 ngàn, áo của Yến 49 ngàn giùm em. Đẹp không? Màu trắng, màu hồng, màu nu. Màu trắng, màu hồng, màu hồng nhạt. Lên thể thao quần dài đi chị hả, đợi chút xíu rồi con em, bây giờ nó nằm ở dưới tận cùng địa ngục lẫn luôn á. Bởi vì mà chị xúc nó lên một cái là thiệt luôn, nó sập ngôi nhà lầu của chị, sập cái nhà lầu của chị mới sắp buổi sáng nay xong. Áo ba lỗ hết, còn cổ yếm thôi bốn màu nha chị em ơi, 49 ngàn, 49 ngàn giùm em mấy chị. Ai lấy áo nào chốt em màu đỏ kèm xứng thổi luôn, 49 ngàn quẹo lửa luôn. Muôn muôn đơn em hồi chiều đi chưa chị? Chưa em ơi, nãy giờ cho em dồn đơn rồi đó bé, nãy giờ em là dồn đơn rồi đó. Ok, lát tôi chốt là một gói beo màu xanh luôn. Về lại ba lỗ không chị, có về lại ba lỗ. Con nè, hỏi tao cái áo này không mua tao, trời ơi tao giận. Tao giận quá, xúc giận bay ơi. Hỏi tao cái áo này mà không mua tao nè bay ơi, tao buồn quá, buồn luôn. Cái gì em? Lát gì mà lấy cho, lát cho. Đúng rồi nha chị, đúng rồi chị ơi. Áo yếm nung cho Thương Thương. Dồn đơn lại Thanh Thúy nè. Áo của 49 ngàn mấy chị ơi, chất là hàng mua zip cho em nha cả nhà nha. Hàng này mới về lại cho mọi người thôi, mới về lại cho mấy em nha mọi người nha. Áo mua zip nè, lấy áo mua zip, chúc áo mua zip cho mấy em luôn. Áo khách nhung còn em, áo khách nhung còn. Trời ơi, Huế lạnh quá không mặc áo yếm mà đi mặc áo ba lỗ. Comment lô zip ghê. Phát nhung là em còn nhung đỏ nè. Phát nhung là 100 cái gì 69 ngàn nha. Tiên Nguyễn nói chưa mấy rút, cái chân mấy lúc này thần thánh lắm chị em ơi. Nè, 40-60kg mặc thoải mái giùm em luôn nha cả nhà ơi. 40-60kg là mặc thoải mái giùm em luôn được chưa. Áo khoác nhung á chị, có 99 ngàn mấy chị ơi. Chất nhung mịn nha mọi người nha, nhung mịn cực kỳ mịn luôn, đảm bảo với bà luôn. Hay ha mọi người ha. Trời ơi, em nói thiệt với bà luôn là không tin cái áo nhung này giá mà, giá em bán cho bà chỉ là 99 ngàn luôn mọi người. Rất là đẹp luôn, thật sự là rất là đẹp luôn á. Yếm hồng đang mang chị Thùy Nguyễn, hồng đang mang chút chị Thùy Nguyễn luôn. Rồi đây mấy chế, áo bên em còn được hai màu nè, màu vàng với lại màu đỏ cho em thôi. Áo khoác nhung nha tình yêu ơi, áo khoác nhung màu vàng với lại màu đỏ giùm em mấy chị. 105, có lộn 99 ngàn chứ lộn má ơi. Màu vàng nè, màu vàng em nói thiệt luôn bà ơi, bá cháy mỗi chét luôn. Áo khoác nhung nha cả nhà, 100,
có 99.000 thôi chị ơi, cái chất là mê luôn mà mọi người. Thứ nhất là cái chất này rất là mềm, nó không có bị, nó không có bị gọi là cứng nha. Mềm ơi là mềm luôn, xịn lắm mấy chị ơi, có 99.000 à. Hàng này mấy chị mua 200 mấy là chuyện bình thường á. Sẽ sơ mi ngủ đi chị, ok là chút xíu nha. Yếm Hồng đang mang cho Thùy Nguyễn có rồi phải không? Body shop chỉ còn có mẫu này à. Body shop em còn có mẫu này 95 thôi. Em còn có body shop mẫu này thôi, hàng 2 giây thôi, hàng có tay hết rồi. Hàng có tay hết rồi. Hình như còn một hai cái không biết nằm ở khúc nào á để mà like cái bà luôn á. Rồi lên xét chân váy hả, chưa lên được luôn. Xét chân váy mà lại áo được. Áo xẻ đúng không? Ok la đợi em tí. Trời ơi áo nhung tao không tin tao còn được nữa lộn. Áo bay không tin tao còn là 1, 2, 3, 4, 5 cái luôn á má. Nè đưa cho bà Tiên La 3 cái đi, trong đầu quỳnh 2 cái luôn là hết đi. Ông là trời ơi tao tức chết áo nhung quá má ơi. Rồi cho em coi áo hồng chị đang mặc đi đây em. Áo hồng chị đang mặc có nhiều màu lắm nha. Xinh lắm luôn. 75 em. Rồi ok la lên màu giùm em luôn. Ai vô qua tin nhắn chị chết mẹ chị kìa, các bạn Zalo mới ghê, nhắn tin Zalo mới sợ chứ. Bộ thể thao đi chị. Ai nè em ơi. Rồi thể thao được chút xíu nha, thể thao nằm dưới tận cùng địa ngục lận. Còn hai bộ nè, 105. Tiên La ơi, 105.000. 105 giùm em nha mọi người nha, còn hai bộ giùm em luôn. Nghe được cái đi mệt cái chết gì vậy á. Rồi xách rút đợi em tí nãy tiền đi mấy bà ơi, xách rút phải đợi nha mọi người nha. Ôi ơi bộ này nó rẻ mấy chứ ơi, bộ này siêu rẻ luôn mấy chị, bộ này là siêu rẻ luôn mọi người nè. 3 món cho em luôn, trời ơi trời. Một cái áo bên trong để mấy bà chị ơi, một cái áo 2 dây bên trong nha mọi người nha. Có set vest không chị? Có em. Đây. Một cái áo 2 dây bên trong, một cái áo người ta gọi là áo hot dạng như dáng với hot đi rất top vậy mọi người. Đây. Một cái áo bên ngoài, thêm một cái quần. Có túi luôn. Có 105.000 à, trời ơi trời. Trời ơi tin được không? Sale 91.91%. Sale 91.91% nha bà nha, màu đúng đẹp luôn á chị. Màu xám, màu hồng, màu vàng, màu đen. Xuất sắc luôn. Áo xẻ chị, áo xẻ là áo gì vậy? Chắc áo xẻ hả? Cái đó phải đợi nha em ơi. Tay dài 49 còn màu trắng không em? Dạ hết chị ơi. Tay dài 49 nó hết màu trắng rồi. Sơ mi cháu đợi chút xíu. Trời ơi, nó nằm dưới tận cùng địa ngục lận mấy mẹ ơi. Đâu phải là, em đâu có phải là về em lên em một khui hàng ra em biết nằm đâu đâu mọi người. Từ từ like, từ từ nó mới lòi hàng ra được mấy chị ơi. Chứ mà lên một cái em bung hàng ra liền thì em like luôn một lần cho nó khỏe em chứ mắc gì thiệt luôn á. Rồi ok chưa? Áo đang mặc là 49.000, cổ yếm giùm em. Ly Hương lấy 3 không vàng. Đây nè. 40-60kg mặc vừa giùm em nha mấy bà nha. Ừ tôi làm biển mặt lên ghê luôn á trời. Về được hết quá luôn á. Ly Hương 3 không vàng nè. Ok nè, 40-60kg mặc vừa giùm em luôn. Rồi em lấy cho bà Lan Anh rồi đó, lấy cho gái rồi đó gái ơi. Bà lấy thêm thì bà lấy nha, 3 món này bà gái đẹp lắm luôn mấy thiệt. Cái này em có đăng hình cho mọi người rồi, đẹp cực kỳ luôn. Rồi 40-60kg mặc vừa giùm em. Lên form ha, lên form cho nó tươi xanh nồi canh luôn nè. Tôi lên bộ thể thao ha, mà không lấy cho tôi đi nha mấy bà. Lát hồi đừng có bắt tôi lên theo ý của mấy bà nữa nha. Tôi bắt lên hàng, lên cái mẫu này đi, lên cái mẫu kia đi. Lên mà không ai chốt hết trơn trọi á, đừng bắt lên nha mấy bà. Để em lên từ từ cho, đừng có hối. Có hối em với bà ơi, tội nghiệp em quá à, có mình em mà mấy má ơi. Rồi lên nè. Siêu dễ thương luôn. Còn mấy nhạc lên đi anh, cho nó khỏi chì tiết tấu thôi. Vừa lên một cái mẫu đầu tiên mà thấy tàu la là mệt rồi.
em ơi. Bộ phản trợ. Bộ tay dài như chị còn không bộ à bé ơi. Bộ thể thao tay dài chị còn không bộ à. Hôm nay em qua xử lý hết trơn rồi. Hôm nay em qua xử lý hết trơn rồi. Còn có bộ à. Còn có một bộ màu xám mà gái ơi. Bộ thể thao tay dài ôm bây giờ còn một bộ màu xám mà chị. Không. Thể thao tay dài còn có bộ à. Còn thể thao tay chéo chưa có về. Hôm nay nó về cái mẫu này nè. Mà em đăng lộn cái mẫu kia mấy bà. Nè nó là ba lớp nè mấy bà thấy không. Cái này giống như là chị nào mà thích mặc áo bên trong thì mặc, không thích thì thôi nha mọi người nha. Rồi ok, xếp chân váy tay dài. Chưa lên. Đợi xíu em lên nha. Đợi xíu lên liền chứ bà. Nè bộ này còn một bộ màu xám nữa rồi. Em tưởng còn nhiều lắm chứ. Hết rồi, còn một bộ màu xám nữa chị em ơi. Hết luôn rồi. Đúng rồi. Em còn một bộ à. Cái chân váy tay dài mà cái áo xẻ đúng không? Biết rồi, đợi anh tí em lên cho. Còn đúng một bộ duy nhất luôn á. 112 ngàn giùm em nha mọi người nha. Hết luôn rồi mọi người, còn có bộ à, 112 giùm em. Bộ đang mặc có 105 ngàn đó chị. Ba món luôn. Chưa lại đây em. Đây. Áo tay dài 49 màu đen hết rồi. Chân váy zin không có hàng á chị ơi. Trời, em đâu có đăng hình chân váy zin đâu ta. Em đâu có chân hình chân váy zin đâu ta. Em có bộ thể thao áo có nút. Hết rồi chị ơi, hết mẫu đó rồi. Dạ rồi, em lấy cái này sao lên lập thể cho mấy chị. Để em lấy cái này sao lên lập thể cho nha. Trời ơi, bộ này đẹp quá trời quá đất luôn đó mấy chị em ơi. Hay bỏ ổng nè mấy chị. Hàng 3 món luôn nha. Cái này là dáng của nó là dáng cụ của nó nha mọi người nha. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Rồi, bộ thể thao giùm em luôn được 4 màu nè. Màu đen, màu vàng, màu hồng với lại màu xám nha. Bộ thể thao em like rồi nè. Tay dài em đây còn không bộ à. Trời ơi, bộ tay dài còn nhiều lắm mà ta. Tao mất tiêu rồi ta. Biết nằm đâu rồi, đợi em xíu đi. Bộ này làm chị em 3 món nha. Qua lại mở cho em đi mà, qua lại mở giùm em đi. Con người nó xấu xấu mà nó mặc cái bộ gì lên cũng được. Mai chở đi đào kính ngay vậy. Hôm nay làm sao không có tiền dư vậy ông? Má trong người lúc nào cũng có tình trạng không có tiền hả? Vậy cứ rủ miết đi. Nhân viên biết sao giờ? Tiền táo đi mà cơn, đọc tôi không để trong mốt luôn. Chào mấy chị. Hôm nay dễ gì? Xếp vàng. Xếp áo trắng. Rồi. Hôm nay về tổng cộng là... Ở đây sao tôi nói? Chắc tôi đi đứng đường. Hello mấy chị. Mấy chị ơi, cho em xin... lượt chia sẻ với mấy chị ơi. Cho em xin lượt chia sẻ mấy chị ơi. Bố thí giùm em. Bố thí giùm em một lượt chia sẻ. Em khổ quá mà mấy chị ơi. Dạo này cái bên bay nó mất tương tác. Cháu bảnh thì con chim đứng đầu đường Tân Sơn, còn bảy thì đứng cuối đường mấy chị ơi. Cho em xin một cái lượt chia sẻ. Cho em xin mấy chị, mỗi chị lượt chia sẻ cho mấy chị ơi. Cho em xin một mấy chị một lượt chia sẻ. Em lấy áo thái trước cho mấy chị nha. Áo thái. Chốt giùm em áo thái dúi hoặc là áo thái dụm nha mấy chị nha. Thái dúi cũng được, mà thái dụm cũng được. Và áo này bán cho mấy chị với giá là 160 ngàn một áo mấy chị. Áo này
Người ta gọi là áo thái dúi hoặc là áo thái dụm. Thái dúi hoặc thái dụm đều có đủ màu và đủ size nha. Ông áo chị em này đẹp lắm mấy chị ơi. Áo chị em này là mấy chị nhìn là mới say liền. Áo chị em là nhìn mới say rồi mấy chị ơi. Đây là Chanel Rare 65-100kg vừa. Vải rất là đã nha. Chốt giùm em chờ neo đen 106. Chốt giùm em chờ neo vàng 106. Chờ neo vàng, chờ neo vàng với chờ neo trắng đẹp đó. Chờ neo vàng 106. Chốt giùm em chờ neo cam đất 106. Chị nào chốt cái gì chốt giùm em mạnh dạng chốt lên mấy chị nha. Đây, chờ neo cam đất 106. Đây em lại thích chờ neo trắng. Mấy chị coi giùm em cái chờ neo trắng nha. Chờ neo trắng 106 ha. Em nói mấy chị là free size. Thứ nhất, thứ hai là form dài. Mấy chị có thể mặc hình dấu quần cũng được. Áo này em có tổng cộng 4 màu. Chờ neo đen, chờ neo trắng, chờ neo vàng và chờ neo cam đất ha. Đó, ai chốt neo, chốt néo gì chốt giùm em. Chốt gì cứ mạnh dạng thôi nha mấy chị. Đừng có ngại em. À, có một cái chờ neo đỏ đô. À, đúng một cái chờ neo đỏ đô. Bé nào chưa chốt cái chờ neo đỏ đô, chốt giùm em cái chờ neo đỏ đô mấy chị. Chờ neo đỏ đô. Chị nào chưa chốt cái chờ neo đỏ đô, chốt lên giùm em cái chờ neo đỏ đô nha. Đây, 160.000 mấy chị ơi, vải rất là đã. 160.000 một em. 160.000 một em này. Chị nào chưa chốt mạnh dạng chốt lên. Em thấy cái chờ neo trắng là đẹp lắm mấy chị. Chờ neo trắng đẹp quá trời. Rồi, chị nào chưa chốt cái này chốt lên giùm em. 160.000 áo thái. Trời, bán này chắc đi đúng đường. Đợt trước đợt dịch đầu tiên á mấy chị. Nếu mà cái view em thấp nó cũng phải 100, 120. Cái view thấp á, cái bán chậm nó cũng không đến nổi như vậy. Đợt dịch này em nói đứng đường hết trơn hết rồi mấy chị ơi. Thiệt. Mấy chị đâu hết rồi. Ủa phải đúng live bên bay không vậy? Trời ơi. Mấy chị đâu hết rồi mấy chị. Chiều nay ơi chiều nay. Chiều nay bên dòng sông. Dòng sông bên chiều nay. Trời ơi. Chắc bắt karaoke hát quá vậy không? Chết rồi. Mấy chị của em đâu rồi mấy chị? Chấm chấm lên giùm cái đi chị Nguyệt Thu, chị Thủy Thu Võ. Mấy chị chấm chấm rồi mút mút lên giùm em cái mấy chị. À, chấm chấm với mút mút lên giùm em cái đi mấy chị ơi. Chết rồi, chết rồi. Bán kiểu này chết rồi. Thấu kệ mẹ nó. Cột, Thành ơi. Bỏ bịch cột với Thành. Mình bán 10 phút nữa mình nghỉ. Trời mẹ. Bán mà có người này người kia chứ. Bán gì may đứng đường cũng được mất gì. Đâu? Chờ neo không ai chốt đúng không? Cột chờ neo nghỉ nè. Cột chờ neo. Rồi lên tiếp cho mấy chị cái mã này. Ủa sao cái mã này có mấy cái vậy? Chưa hiểu luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị cái mã này. Rồi đây mấy chị. Trời ơi chưa làm móng tay luôn á nha. Tao biết quỷ sứ thiệt á chứ. Quỷ ma. Biết sao hồi chiều đây là lúc đó là 4:30 rồi, 4:30 hay 5:30 rồi mà đi làm móng tay phải 3 tiếng đấy. Về thì sợ cặp rạp rồi ông bảy mà ông tập thể dục gì ông không thấy sao rồi tao nói mày á là làng ra sớm lên rồi thiếu hơi nách tao chịu có được đấy, thấy không mệt lắm. Tao nói mày thì tao cũng khổ tâm lắm thiệt đó nha. À nè, tay tao nói người ta móng dài dài 2-3 tuần của tao 1 tháng hơn rồi, từ lúc trước về Phú Yên tới giờ để mày nghĩ coi thử em đấy. Rồi lên nha mấy chị nha. Mẫu này là mã số 2. Mẫu này hay nè. Mẫu này không phải chờ neo mà mã này rất là hay. Đây, chốt giùm em mã hay. Mã đen nè. Chốt giùm em mã hay cà phê sữa nè. Chốt giùm em mã hay màu trắng nè. Mấy cái này đều là áo thái hết đó mấy chị. Áo thái chỉ có 160.000 một cái thôi. Rồi cái này mã hay cam đất. Chốt giùm em mã hay màu vàng 160.000 free size 65-100kg. Con dấu quần. Chị nào chốt cái form này chốt lên giùm em cái form này. Chốt giùm em comment giùm em là form này nha. Form này mấy chị. Nè bỏ mì lên con. Đừng có cười, tao đang bán ớ, đang buồn lắm. Thiệt.
đi tu thì phải cạo đầu thì phải đi tu. Trời ơi, bán cái kiểu này thì em đi đứng đường chết rồi mấy chị ơi. Có con gà mái mơ rồi mấy chị ơi, mấy chị đâu hết rồi. Bé xếp cái bì đây. Mã hay của chị Vương Hằng, dạ chế lấy mẫu nào chị ơi, lấy mã mẫu nào báo giùm em nha. Không phải Tiếu ơi, nói bà đâu mà là thiếu mùi thả bơm. Trời, con quỷ sứ này. Chị Vương Hằng màu đen với lùn là cái cáo của con, 160.000 của chị Vương Hằng, xin địa chỉ số điện thoại. Thiếu mùi thả bơm anh. Nhà ta nói là cái nhà ta mà vắng tao như đồng thầu mà rụng mẹ cái tàu vậy á, rụng mẹ cái đầu vậy đó. Trang trang cái màu đen 160.000 kìa. Nói nè, gửi vô một thùng lá ủ hoa với bông ủ gửi vô một thùng lá đu đủ với bông đu đủ, thùng bự nè, mà chia được cho 4 người mấy chị. Mà trong cái đó phơi đó, hỏi mấy chị biết không, một cái bịch em đưa cho mấy chị là một người 300.000 là được hai bịch đen với cam mã hai nè, đen với cam mã hai của Phương Hà, 160 cộng 160 của Phương Hà. Tôi biết luôn. Cảm ơn chị Vương Hằng nha. Cảm ơn chị Vương Hằng đã cho em nghị lực để buôn bán hàng tiếp nha chị. Cái này còn riết là phải cảm ơn vậy trời ơi. Không biết mấy chị thấy cái mặt em mấy chị nản chưa, cho em thấy em nản đau lòng chị. Em rất là đau cái lòng. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái mã này nè. Đáng riết mà đau lòng luôn á chị Nguyệt Thu. Em lên cho mấy chị cái mã quần này là sung sướng cuộc đời lắm. Cái mã quần này rất là sung sướng cuộc đời. Nếu mà mấy chị chốt nha, nói chung là từ 70 đến 90 kg. Mã quần này cũng phải bộ này bộ mà. Bộ này bộ thun lai dâu. Đây mấy chị, mã quần này, mã quần này bán cho mấy chị 93 kg. Có mặt vừa không vừa chị Tâm Hương. Cái áo này là từ 65 đến 100 kg cũng vừa. À, lồng ơi, vô lấy cái bộ bi mới về tối hôm qua size 3 cho cô Bích Tỷ đi con. Đây mấy chị, em vô cái quần lai dông này là mấy chị mê. Em nói mấy chị nghe nha, từ 70 đến 100 kg cũng vừa quần lai dông này nè. Quần này chỉ có 140.000 thôi à. Bộ bi đen tối hôm qua về đó con. Bộ bi xanh đen size 3 cho cô Bích Tỷ. Quần này 70 nè mấy chị, quần này có túi, quần này là hàng Quảng Châu nha. Quần này có túi cho mấy chị nè. Nhưng mà cũng rất là đẹp nha mấy chị, quần lai dông đó. Đây, quần này em bán cho mấy chị với giá 140.000, đẹp lắm mấy chị ơi. 70 đến 100 kg vừa quần đen, chị Tâm Hương lấy áo đi chị Tâm Hương. Em nói chị là đẹp lắm. Vàng cũng đẹp, trà phối sữa cũng đẹp, mà áo này nè. Áo này mặc không hề thấy ngon. Nè, cho chị Tâm Hương một cái nè. Có thể 250.000 con, trắng với vàng. Ủa, cảm ơn chị cho em cái động lực ngồi bán cái hàng như chị. Tâm Hương 160.000 của chị Tâm Hương có bill rồi nha. Rồi Tâm Hương 160.000 có bill. Rồi Bích Thủy 250 có bill. Chị Hà My Nguyễn 2 cái 320 có bill luôn. Thiệt, bà biết là bên này tôi không có tiền mua gạo mua cơm cho mấy lùn ăn. Thiệt. Ôi mong nha. Con này nó cắn ngay mông ra, ngay cái bắp dế luôn. Cái quần đen này nè mấy chị nha, tranh thủ chốt giùm em, chỉ có 140.000 thôi. Chị nào chốt 140.000 chốt giùm em cái này. Thầy ơi, tôi sách về quá đẹp. Mày chốt cái 2.550.000 là mày không bao giờ mày hấu hận. Tao nói thiệt, mày hấu hận là mày đi kiếm tao. Trời ơi là trời, cái đó nó đẹp lắm. Cái cái đó nó đẹp, trời ơi đẹp mê hồn trọn luôn. Áo Thái á, áo Thái mới về. Cho chị cái Chanel. Áo Thái mới về đủ màu nha. Wow. Áo Thái mới về đủ màu luôn. Màu lạ. Đây là Chanel. Nè chị nè, chị kia cho chị giữ số ngồi cho chị. Chị Vương Hằng có chốt thêm áo Chanel, chốt giùm em là Chanel đen nha. Chị nào chốt Chanel đen, chốt giùm em cái Chanel đen. Dạ con gái chứ mà không có biết ship đồ. Thành ơi ship bây giờ. Con gái chứ không có biết ship đồ, mấy chị thông cảm giùm em một cái nha. Thành nó con gái, nó con Thành, nó con trai, nó biết ship đồ cho em mà thua. Em là chỉ làm được những cái công việc mà đàn ông làm thôi mấy chị. Thành con gái, còn em công việc chỉ có đàn ông làm là em làm được nha. Ví dụ như bắn bi, chén nhảy dây, bắn bi trúng tìm là mấy cái đó anh trao được. Còn chip đồ là không có. Chào gấu thì bông. Quần đen Trịnh Lê vừa mà mặc sướng lắm Trịnh Lê ơi. Chốt cho Trịnh Lê nè.
Trịnh Lê một cái 140.000 của Trịnh Lê. Trịnh Lê có view không? Quần 70 đến 100kg mà chỉ có 140.000 thôi mấy chị. Mà mấy chị mặc cái quần đây là em nói mấy chị không thấy sẵn cồn thì thấy nó đẹp quá mấy chị. Trời ơi bà nội ơi, mua một cái đá bà đi một đời. Chứ đâu phải mua cái đá như hàng sách tay đi cái rụng mẹ. Tao cho mày nợ luôn thầy. Thiệt tao cũng đang khổ chứ mày, tao cho mày nợ luôn. Từ lúc mua xe tới giờ tao nói thiệt, thằng sáu bảnh thì đã đứng đường Tân Sơn ở đầu, còn quỷ bảy bít chai đứng sau, bít chai đi bụng với cái vú thâu. Coi cái quần tai tên, tai tên. Để coi lẻ chứ chị dán lại là không có cơ hội coi. Bạn ế mà ngồi nói chuyện như con điên. Đây mấy chị. Đây. Ê à, Trịnh Lê chốt thêm cái là chị hồn mừng quá. 140 nè. Nếu mà mặc cái quần này rồi nha, là bà không muốn mặc những cái quần khác đâu. Cái quần này mà mặc với áo dây là hơi bị sướng. 140 rồi mấy chị. 140 nè. Có 140 rồi Thủy ơi. Cái quần này đẹp lắm mấy chị. À, cái quần này rất là đẹp. Gì vậy luôn? Em nhỏ nó mới đi qua cười con tiếp rồi gì. Cái tụi bay bệnh lắm luôn rồi đó. Bữa nào đắp ngay cửa hùng rồi. Áo à, mấy màu hả? Áo có nhiều màu lắm, đen nè, cà phê sữa nè, quần ống không có rộng lắm nên là ống suông hả cả. Cà phê sữa nè ha, đen nè ha. Đây để tôi lên mẫu khác mà cho bà coi luôn nè ha bà nội ha. Rồi em lên cái mẫu đi tiếp cho chị Hà My Nguyễn chốt hai cái nè. Em biết là chị biết em khổ cho nên chị mới thương em, chị chốt ngày nào cũng chốt, ngày nào đi cũng bill 5 triệu thôi chị, đừng có đi nhiều quá. Nhiều quá em bị chóng mặt. Rồi bây giờ em chuẩn bị xong, em bán xong này quần của chị Song Anh nè. Chị Song Anh một cái nè. À em có gửi cái bịch ra ủ qua nha chị. Một sáng về chị bóc một chút à, xíu vậy thôi à. Chị nấu với lại ba cây xả nha. Nhớ rửa, nhớ rửa cái lá đu đủ đi chị. Rửa cái nhúm đu đủ đi. Chị ơi một nia về ra được có bì chút xíu rồi. Nhưng mà em đưa bì 300 kỳ quá. Em đưa một thùng giấy vô mà được có 40.2 triệu gửi gì cho cô chị Hằng nuôi con. Nhưng mà nhiều lắm, một lần chỉ uống một chút xíu thôi nha. Cái hộp lụng dụng 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 là bông đu đủ được á. Và rửa sạch cái đó ra chút xíu còn cỡ muỗng thôi. Đập với ba cây sả nấu lên. Nguyên ngày cả nhà uống ngừa ung thư. Em ngừa thâu. Còn người ta còn mọi thứ còn lại là do cơ địa. Rồi vậy đi. Đây mấy chị áo này mới về 160 luôn. Rồi chốt giùm em là áo chữ. Trời ơi mấy chị coi vải nè. Để không? Chốt giùm em áo chữ mã đen nè. Mã đen áo chữ nha mấy chị nha, mã đen áo chữ. Hai quần của Tú Vân nè. Cho em bỏ bịch bóng gương luôn nè. Cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại Tú Vân ơi. Cái quần này 70-100kg cũng vừa. Nhưng mà quần này vải rất là đẹp. Hàng Quảng Châu nha. Rồi áo chữ. Chốt giùm em áo chữ nè. Áo chữ em có màu đen. Em có màu cam đất nè mấy chị. Đẹp ha. Cái này màu phơm gió quần đẹp. Em có màu vàng và màu trắng cũng giống như mọi những mẫu kia. Em có vàng và em có trắng. Cho anh bảy ra đứng đường người ta thấy Kỳ Lân ngậm vú, ổng người ta sợ lắm á. Cho anh bốn với thằng Kỳ đứng đường. Áo chữ màu gì chị Vương Hằng ơi? Đây áo chữ màu trắng nhưng mà bãi đẹp lắm chị Vương Hằng. Chị Vương Hằng nhìn mấy mẫu đó chị Vương Hằng ghiền nha. Màu trắng là còn một màu nữa em cho mấy chị coi nốt luôn. Là màu vàng. Áo này size 65 lấy cái trắng của chị Hà My Nguyễn nè. Rồi bé Hà My Nguyễn màu trắng 160.000 và còn một cái mã vàng nữa nè mấy chị. Còn một cái mã vàng nữa. Hà My Nguyễn mới vừa có hai cái màu trắng khác nhau. Đúng rồi khác khác của Chanel. Hồi chiều mở like lên bán đúng cái đó nghỉ á. Bán đúng cái bill chị Hà My Nguyễn nghỉ. Không áo vàng này đẹp lắm mấy chị. À cho tớ cái áo chữ nhé. Không lấy Chanel. Nãy đâu lấy Chanel chị. Nãy lấy mã nạc. Đưa Tâm Hương lại ơi. Tâm Hương đâu à? Đưa Tâm Hường lấy mày, Tâm Hường lấy áo chữ của Tâm Hường màu đen nè. Nè, của Tâm Hường là. Dạ áo chữ màu gì á Tú Văn? Chút nữa chị chốt thôi. Ê năm áo để chị Yên lựa cho Ngọc Tâm. Năm áo để tôi lựa cho bà, áo Chanel đẹp lắm, thiệt. Bà nghe lời tôi đi, bà lấy Chanel rất là đẹp nè. Nghe lời tôi đi Ngọc Tâm. Tôi lựa cho bà 5 cái cho. Tôi lựa là bà khỏi chê. Đây, 5 cái 5 màu của Ngọc Tâm nè. 5 cái 160.000 160.000 cái 5 cái 1.9 triệu. Nguyễn Ngọc Trâm
áo chữ màu đen màu gì tụi chị Tú Văn ơi, bữa sau đừng cho số điện thoại nữa, cho địa chỉ số điện thoại một lần trong tin nhắn là bên em chốt hàng qua tin nhắn thôi, bên em không chốt hàng gọi điện. Cho nên chị cho một lần là sáng ngày mai em làm bill, em chụp bill qua cho chị là chị thấy nét chữ đó, với lại chị thấy số tiền đó là chừng nào thằng bưu điện nó tới, nó phi người tới là chị đưa đúng số tiền, chị nhận hàng giùm cho em. Đúng rồi mai mốt đổi trẻ nó có bill đó em sẽ biết chị đổi trẻ món gì giá bao nhiêu, mấy chị hiểu không? Are you ok? Ờ thì ý vậy chứ có ai đâu quê. Trời quê hố. Trời này mà qua mang mắt lên thằng cầm quê muốn chết mẹ luôn. Áo chữ đen của Tú Văn. Tôi năm nay là 70 tuổi rồi, chưa gặp trường hợp nào như anh nha. Chữ cam 100kg của Phương Thảo Bình Phước. Nè tiếp đi, người đàn bà của nhà gia đình. Mấy cái mày này, màu này là không có nổi mấy chị. Mấy cái màu này em nói mấy chị không có nổi là nó sẽ không có nổ nha. Mấy màu này màu nó đầm hết á mấy chị. Đoạn này có áo vú chống tuột trình lên. Nó đầm màu hết trơn mấy chị, tin em đi. Tại vì em là cái người đã đi lựa rồi. Cái màu này mấy chị thấy trong hình nó còn sáng chứ ở ngoài nó là một cái màu dần nghệ. Dần nghệ mà giống như dần nghệ mà kiểu như là mình không có bán hàng được, nó bị thúi á chị. Đó vậy á. Chị hiểu chưa? Tiếp đi con khùng ngầu cười miếng. Năm cái chữ chín kệ đi chị, em nghiều cả mẹ em đúng không? Chữ vàng của Mai Hiểm, đó chữ vàng bấy luôn Mai Hiểm 75kg. Dạ kệ chị. Dạ lấy quần đen cho chị Phương Thảo Bình Phước luôn. Ai giữ bill Phương Thảo Bình Phước kệ mấy chị. Bây giờ bữa nay mình bán mà đủ kiếm tiền cà phê là được rồi mấy chị ha. Đừng bán nhiều, ngày bán 100 bill được rồi nha mấy chị nha. Ngày xưa bên dòng sông. Nãy giờ mặc bộ này đẹp quá trời, mai hỏi mua chưa? Buồn. Bộ này có size 92-93kg. Nãy giờ mặc bộ này đẹp quá trời, mai khen buồn. Có mua gì vậy ăn không kì? Đã ngủ sớm em mai làm điêu. Đi kì. Anh đưa cho anh kia làm đi, cây trẻ. Quần đen đẹp lắm, Phương Thảo quần đen chưa cơ? Có rồi. Rồi 140. Đó, gieo là bấy lùm à. Rồi, cái chị Mai Hiển cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Cục cưng ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại. Đưa cái bút lông cho chị, cái bút lông ơi. Anh cho em cái bút lông ơi. Áo đen chữ, áo đen nhé, con cặc Hồng Hạnh, năm ngón tay nè. Áo đen con cặc 140 của Hồng Hạnh. Đỏ đó. Rồi, hết chưa mấy chị? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 con mấy chị con. Bộ này em còn. Đưa hết cái này cho em mày. Hồi xíu 17, 18, 19, 20. Bán gì mờ sáng giờ mới bán có 14 cái à. 20, 21, 22. Bán có 22 hả? Rồi tiếp tục. Quần ống rộng á, quần ống rộng đẹp lắm Kỳ Anh. Quần này 140.000 nè, chút về quần đùi em nè còn Kỳ Anh. Quần này chị nào 70-90kg là mặc em nói mấy chị vi vu. Quần này đã lắm nha, quần này mặc cái áo dây là mê hồn tròn nha mấy chị nha. Quần này mặc cái áo dây là mê ly lắm mấy chị. Không mà thôi có cái này phù rồi nè. Để băng kêu giá 140. Nó luôn nè. Nó hết. Quần đùi này là nó. Còn lại còn nếu mà nếu không còn được mình cứ lấy bịch dây dán vô đi, quần 140 bỏ từng bịch cầu thang nha thằng. Rồi nó lấy bịch này thằng đó, lấy bịch này ghi vô quần 140, quần Quảng Châu 140. Đây tôi lên đồ này cho mấy chị coi nè, đưa cục quần đùi đây, quần đùi mấy chị ơi, em nói luôn nha, quần đùi này là 130.000 một cái ha. Quần đùi 130.000 đó, bữa mày nói quần 141 tao không nhớ quần nào luôn chị anh. Quần này là 130.000. Nhưng mà chị nào dưới 970 có 90kg mặc sung sướng một đầu lắm. Em hứa với mấy chị luôn á. Không tàu với bà nấu Hồng Hạnh nè. Đâu má rồi con ăn cái gì mẹ? Ăn gì à mẹ? Cho cái quần đen cho Giang Nguyễn. Cho cái quần đen 140 cho Giang Nguyễn. Bộ đồ yêu mặc vẫn còn nha không mặc. Bớt xẻ băng cái nóc giùm cái đi mẹ. Trời trời mưa tao nói thiệt nó dột từ trên dột xuống luôn. Rồi bắt đầu tao gỡ.
gỡ gỡ ông Phước qua nhà con nhỏ cầu Kinh Tẻ nuôi, gỡ bé Lùng qua chị Hà My nuôi, gỡ đi về cho con Ai Duyên Phú Yên nuôi. Cái tay ngay cho sau không ảnh luôn nè. Cái ông hút tao đâu kì? Lấy cái ông hút mà kì, ăn cho em biết nè. Cái quần này em nói mấy chị đẹp lắm nè. Quần này nhiêu? Tình cha cho tư á. Ai chị Nguyễn rồi em? Quá trời.
áo quần này chắc Kỳ Anh chưa lấy nè, quần con ong. Quần con ong chắc này Kỳ Anh chưa lấy nè, Kỳ Anh lấy thêm cái này đi. Cái này con ong nè Kỳ Anh. Con ong nâu 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 nâu. Mấy quần này Kỳ Anh nó mặc rồi sướng lắm. Cái này Kỳ Anh cũng chưa có nè, thầy mẫu này thấy mẫu mới không à? À, mẫu này rất là mới. Chuẩn bị em, tối nay chị My đâu trời. Trời ơi, chị Ngọc mây trắng đâu rồi. Đây nè, Quyền đây nữa nè, Kỳ Anh chưa có nè. Kỳ Anh chốt thêm hai cái này nữa đi Kỳ Anh. Chốt thêm hai cái là cho Giang hỗn hợp luôn. Bộ mặt có bé nha Huỳnh Ngọc, lấy bộ phải không? Bé xuống lấy bộ đây cho cô Huỳnh Ngọc đi. Kỳ ơi, bộ thùng phẩm cho kiếm bộ tay có một cho Huỳnh Ngọc đi. Bộ này dễ thương lắm, có hai vào. Kiếm bộ nhúng này dưới á. Kiếm thứ ba là bộ. Bộ này có hai vải là Huỳnh Ngọc, một vải như thế này đúng không? Và một vải nữa kiểu vùng đùi đó mà nó có dài, có khẩm bon, nếu nó dài nó chưa hàng thể thao rồi à, để lên mẫu khác cho con lựa nha. Rồi lên tiếp mấy chị, số 1 đi. Còn ngực 96 rồi, bây giờ ngực 96 chị Vân ơi, bây giờ em chỉ có size bình thường, chị mặc size bao nhiêu bình thường, chị Vân mặc size nhiêu? Bên em là 38 là nhỏ nhất đúng không? Huỳnh Ngọc 240. Còn một bộ beo nữa, khi sơ dớt bộ beo lên cho chị Hai luôn đi. Khi dớt bộ beo số 1 đi. Rồi bây giờ em lên một cái mã tiếp cho mấy chị nè. Cái quần này mấy chị, cái quần mã vuông xì này là 70. Quần đẹp mà size không vừa. Đây nè mấy chị, mã này là 70 đến 90 cái. Quần này là 9 tấc con ong, 9 tấc vuông xì nè. Hai đùi ong, hai quần đùi ong với viền vàng là hai cái này nè. Em mới bỏ vô không, rồi đưa lên tháo. Không có được những cái bịch này nha. Thấy không? Nó là một cái vải lụa tơ tằm gì không co giãn nhưng mà nó có nhúng nè Huỳnh Ngọc, cho nên mặc đã lắm. Đưa, đừng bỏ cái bịch đó luôn đi Thành. Bỏ cái bịch đó luôn đi. Rồi hai quần này của Mai Hiển nè, 250 của Mai Hiển. Mai Hiển. Chị Ngọc ơi, cái bộ này xinh lắm. Cái bộ này rất là xinh. Đây thêm beo nè. Chị chốt hai bộ cho em, hai bộ em đều để dành mặc hết các chị. Em nói thiệt luôn, hai bộ này em đều để dành mặc hết. Cho nên mấy chị lại yên tâm, cái gì mà em để dành mặc là mấy chị biết rồi, nó đẹp lắm mấy chị. Đây, đây là bộ beo nè, bãi đẹp không? Bộ beo đẹp quá trời. Dạ em có 38 trở lên nè chị. Có ba lô đi học Kim Lý. Trời ơi, tao kêu mày đóng hàng gửi cho cô rồi mày cũng nhớ, mày nhắc tao. Ba lô đi học, bữa em còn ba cái em để gửi về cho chùa, cho mấy tiểu đi học rồi chị. Em hết rồi chị Kim Lý, còn em chỉ có ba lô mà đi học kèm rồi chứ thôi, ba lô da. Nè bộ beo là dễ thương không Ngọc? Nói chung là hai bộ đều đẹp xuất sắc hết. Mà tôi để hai bộ tôi mặc là mấy chị biết rồi ha. Dễ thương. Rồi bây giờ em lên quần Gucci 9 tấc cho mấy chị. Quần này bán cho mấy chị 180.000 quần này mấy chị. 180 quần này. Mấy chị coi quần nè. Rồi em nói mấy chị là quần đẹp lắm. À 68 tới 88 kg cũng vừa. Quần Gucci lận. Chị nào chốt gu xì lửng 180, chốt giùm em gu xì lửng 180 nha. Gu xì lửng 180. À. Ờ à, gửi à, bữa gửi áo vú thôi. Gửi rồi, đóng thùng cái gửi áo vú cho chị trước rồi. Rồi đây mấy chị ơi. Được. Thành ơi nhét cái đam màu nãy luôn cho. Trang nó không lấy vô lại chỗ cũ đi nè. Rồi đưa cái bộ này size L, bộ bò size L đi. Cho hàng set lên. Bộ bò size L. Rồi cái kia em ghi đi nha. Một quần là 130. Kéo đang kêu vàng ghi một quần 130. Rồi đang kêu có chứ Thành. Cái gì một bộ L. Còn mấy bộ đây là em để cho chị Nguyễn Ngọc Yến rồi à. Rồi lên nè mấy chị. Áo ngực dòng màu 110 là chị mặc bằng em ở 40 hoặc 42 chị em. Nhưng mà bên em là vú chống tuột. Có nghĩa là sao? Cái lùng cho gì cái vú size 42 gì vậy? Có nghĩa là nó là một cái vú. Khi mấy chị mặc vô cái vú thì nó sẽ chụp cái vú mấy chị lại đó. Là nó có hai cọng dây lên. Còn khi mấy chị mặc áo dây như thế này nè, là mấy chị tháo hai cọng dây thì vú nó vẫn để im. Nó không có tuột, mấy chị nhảy cành thẳng, không bao giờ tuột ha. Gửi xếp hả chị? Bây giờ có trước 10 xếp là chị lấy em nọ xếp của điện bình thường cho chị đâu. Nè,
nó có hai loại chị, nhưng có loại này này mấy chị, tùy mấy chị, nhưng mà bây giờ em còn ngực này rất là ít. Đây nè mấy chị, là khi mấy chị tháo dây ra, mấy chị nhảy cà nẵng không bao giờ rụng vốn. Nhưng mà ngày bình thường thì mấy chị mặc thì mấy chị xỏ hai cái dây vô. Đấy, người ta giang hồ gọi là vú chống tuột. Vú này có giá là 200 ngàn. Gu xì, chín tóc 90kg của Minh Thanh. Nè, 180 ngàn của Minh Thanh. 180 ngàn của Minh Thanh. Rồi bây giờ em lên set này cho mấy chị nha. Em nghe đồn là set này 250 ngàn á mấy chị. Rồi ôi cái set này đẹp lắm, cho chị cái móc ở nha. Rồi ôi cái set này đẹp mê hồn lắm mấy chị ơi, thôi nè. Set này mà Bích Thủy không chốt là chừng nào Thủy chốt nữa Thủy. Cái set này đẹp lắm. Nó đẹp từ cái màu tới cái dáng tới cái bộ đồ ha. Hai áo ngực 40 của chị Hợp Thư nè. Mày dùng một cái màu da. Cho mày hiểu một cái màu da size 42 giống gì vậy? Nó không phải màu da mà nó là màu hồng nhạt các chị. Cái này được không? Được cái bao áo vú này. Cái này màu gì vậy? Nè nó có hai loại, loại này thì mắc hơn 5 ngàn, loại này là su túc, cái này là 38 à. Lựa hai cái 40 cho chị Hợp Thư ơi, 40 còn ít lắm chị ơi, 40 giao sĩ hết trơn, 40 còn rất là ít. Đừng gọi tên tôi. Cái 42 em có cái màu này à chị, à, chị vừa qua nè, chị Mai Hiển à, chị lấy màu này giùm em nha, 200 ngàn của Mai Hiển. Hợp Thư 2 cái. Em quên hợp này, theo hồi nãy em. Rồi rồi, chờ em chút mình ăn. Hợp 40 chị ơi, nói thiệt sự là 40 bây giờ chỉ còn 8 thôi chị. 40 còn 8 không, chị lấy giùm em được không chị? 40 sạch sẽ luôn rồi, 40 chỉ còn 8 thôi. Chị lấy giùm em hai cái xám đi cho kiểu không còn để bạn để chốt luôn á chị. Được không chị gì đó ơi. Còn Bill Hảo Trần đó nè.
cái chỗ này mấy chị không có thể rút được, mà mấy chị cũng có thể rút được nha. Rút được thì nó làm một cái kia. Áo trần này hả? À, để anh Phúc anh kiểm tra thử hảo trần. Áo trần này còn cái gì nữa nữa hả? 90 ngàn nè. À còn một món gì đó 90 ngàn nữa hảo ơi. Mua gì mai chị gửi luôn cho ha. Mua gì gửi lắm bé ơi. Gom hết chú vô đi con. Bây giờ chỉ còn 38, 42. Còn 38 với 42 thôi mấy chị. Gom hết chú đi chứ không thành là lấy bộ tóc nó mặc ngủ á. Ngày xưa bên dòng sông, dòng sông chừng mấy là hồi hết rồi không tốt. Hôm nay là nhớ rồi. Rồi, Bảy ơi, ông nghe chưa? Tự nguyên tự diễn kìa. Lên bộ này 250 nè mấy chị. Trời ơi cái bộ này nó đẹp lắm. Mấy chị ơi cái bộ này quần dài nè. Trời ơi Thủy ơi, mày chết không? Cái bộ màu mò nó quá đẹp, coi vải nè mấy chị. Trời ơi cái bộ màu mò nó đẹp ơi là đẹp. Mấy chị coi coi cái phơm áo mấy chị mới mê nha. Em nói thiệt sự luôn là cái bộ màu mò này nó rất là tuyệt vời. À Ngọc Thanh nhiêu ký Ngọc Thanh? Trời ơi Hồng Hạnh ơi, qua gửi bà bốn bộ đồ đẹp nè. Chết không? Mai ship ha, ủa có bộ à? Có 90 ngàn cái bộ. Có 90 ngàn đây nè mấy chị. Trời ơi cái bộ này em nói, cái bộ này nè, em phải nói một câu rất là chính xác rằng như thế này, để kể đầu đuôi khúc giữa cho nghe. Đẹp ha. À, đây bộ này. Trời ơi để kể đầu đuôi khúc giữa cho nghe. Đẹp. Chỉ có chung quy một câu là đẹp. Có thể mấy chị lấy cái bông chốt lên này. Cái bông này mấy chị gài trên này nha, phải gài dưới nách nha. Kêu alo ai ngậy ngậm đầu dây đó, thẻ đầu dây ra đi. Chung cư quận 2 đúng không? Đúng không? Tao đã gì với nó ủng ơn rồi. Xin chào anh, bên em có chung cư quận 2 có bán 2 căn nhà. Bán cái cha mà tao nghe mẹ là chung cư quận 2. Trời ơi mấy chị ơi cái bộ này nó đẹp thiệt. Mình đẹp như quà quận nhất đó. Lấy cho em hai cái ha, cho em dậy lớn dài đi chị. Để em lựa nha bé Lùng. Lấy cái size 42 mà cái ngực có cái chụp bự nè bé Lùng. Ngực có cái trái bự nè ha. Dạ nào nhiêu vậy chị? Dạ bộ này là 250 ngàn nha mấy chị. Bộ này vải co giãn em nói mấy chị là tuyệt vời đẹp luôn. Bộ này ha. Chị nào chốt? Không cái kia kìa. Lấy hai cái size 42 lội kìa kìa. Đây mấy chị. Ok. Ok gái. Cái này nè bé hả? Cái kiểu màu hồng ruốc đó. Rồi lấy hai cái giống vậy đi. Vòng ngực em 102. Dạ mặc 38 đi chị Huỳnh Ngọc. Mặc 38 đi. Mặc 38 giùm em. Bộ mặc em có hai bộ. Bộ này là 240. Còn một bộ màu beo nữa ha. Dạ chị mặc 38 Tùng Linh Khánh Vy. Quần ngắn quần dài như anh. Quần dài. Nhưng mà mẫu này vải đẹp quá trời luôn. Trời ơi. Quần này quần dài nè. Mà mẫu này tao nói mê say luôn. Một chấm là xây đậm. Bộ này 250 mà nghe. Rồi lấy một cái 42 mẫu khác nữa. Rồi đây đây. Rồi lấy màu xám 42 đi. Nè hai cái của chị gì đó. Chị gì đó em nợ chị nhiêu tiền chị ơi. Chị mát cho cái đá đã mất rồi. Ngọc Thanh. Ngọc Thanh ơi. Ngọc Thanh em còn nợ chị nhiêu tiền. Hai cái 400 nè. Bộ đồ có kiểu khác không? Bây giờ bộ này không có kiểu khác. Bộ hồng, bộ bò thì